Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 170. Diệp Huyên mừng thầm, lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên lật bàn tay, kiếm Thanh Huyên liền chạy vào giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên run lên dữ dội, hắn hơi ngơ ngác, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn đã không thể cảm nhận thấy tiểu hồn nữa. Kiếm Thanh Huyên đã bị phong ấn. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, nếu kiếm của con có thể đột phá thì phong ấn trên kiếm này sẽ tự động được giải. Diệp Huyên hạ giọng đáp, cha muốn đưa con đi đâu? Người đàn ông áo xanh quay lại nhìn khắp bầu trời của vạn vực. Một lúc sau, y dừng lại và nói, đối với con mà nói, đấy là một nơi vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên vội nói, có thể cho con vài ngày được không? Con có vài chuyện riêng cần xử lý. Người đàn ông áo xanh đáp, không cần. Y vừa nói vừa xòe tay phải ra, tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay y. Y nắm chặt tay phải lại, tiểu tháp rung mạnh, thời không kỳ lạ trong thế giới của tiểu tháp liền bị y phong ấn. Cũng tức là, bây giờ tiểu tháp đã không còn là thánh địa tu luyện nữa, vì nó không cách nào thực hiện được việc một ngày bên ngoài bằng 10 năm bên trong nữa. Người đàn ông áo xanh nhìn tiểu tháp trong tay và nói, lần sau, lúc ta gặp lại ngươi mà ngươi còn nhởn như kiểu vậy nữa thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Y nói xong thì đưa tiểu tháp đến trước mặt Diệp Huyên và nói, hai người các con hãy ngoan ngoãn kiểm điểm cho ra. Y nói xong, chưa kịp để Diệp Huyên lên tiếng thì đã vung nhẹ tay phải, một luồng kiếm quang xé rách tinh không, ngay sau đó, Diệp Huyên và tiểu tháp liền được luồng kiếm quang đó đưa đi. Sau khi Diệp Huyên và tiểu tháp được đưa đi, người đàn ông áo xanh liền thở dài. Kiếm tu ở bên cạnh mỉm cười, hỏi, sao thế? Người đàn ông áo xanh đáp, thiên mệnh đã mở cho tên nhóc này quá nhiều đường tắt, đấy không phải là chuyện tốt gì. Kiếm tu lặng thinh. Người đàn ông áo xanh thở dài, tên nhóc này càng lúc càng loạn, quan trọng nhất là lúc gặp phải khó khăn, thứ mà tên nhóc này nghĩ đến không phải là dùng thực lực để giải quyết mà là vắt óc nghĩ mưu kế. Y thật sự không ngờ Diệp Huyên lại dắt kẻ địch đến trước mặt y. Hành động này khiến y bất ngờ đến sượng người. Lúc này, kiếm tu đột nhiên hỏi, ông đã đưa hắn đi đâu? Người đàn ông áo xanh suy nghĩ, sau đó đáp, một nơi cách xa thiên mệnh, không chỉ có vậy, ta còn giấu hết khí tức của nó, và còn phong ấn kiếm của nó. Bây giờ chắc thiên mệnh đã không thể cảm nhận thấy nó nữa rồi. Y vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một cô gái mặc váy trắng. Dừng lại ở một tinh vực thần bí, nàng ta quay đầu lại nhìn rồi sau đó bỏ đi. Diệp Huyên lắc đầu thật mạnh, đợi sau khi tỉnh táo hơn chút, hắn chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, giờ phút này hắn đang ở trong một chiến tường, khắp nơi xung quanh đều là thi thể và máu tươi, trong không khí tràn ngập mùi xác thối và máu tanh khiến người ta buồn nôn. Đây là đâu? Diệp Huyên nhíu mày lại, cha đưa mình đến nơi nào vậy? Dường như nghĩ đến điều gì? Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn không liên lạc được với tiểu hồn. Kiếm Thanh Huyên thật sự bị phong ấn rồi. Đây là, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trước mặt Diệp Huyên, tiểu chủ. Chính là giọng nói của tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn xuống trước ngực, tiểu tháp đang nằm trên ngực hắn, lúc này tiểu tháp vô cùng thê thảm, toàn thân rạn nứt, có thể nói là thương tích đầy mình. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, tiểu tháp, ta cảm thấy không xứng làm tiểu chủ của ngươi. Thật ra hắn cũng không biết phải nói gì hơn, tiểu tháp này thật sự vênh váo quá mức rồi. Lại dám chống đối với cha, nó điên rồi sao? Cha là ai cơ chứ? Cứ nhìn bây giờ là rõ, cha cũng là một nhân vật vô địch đấy. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, ta và chủ nhân vẫn còn chút chênh lệch. Diệp Huyên nghe vậy chỉ biết lắc đầu, cái tiểu tháp này không cứu nổi nữa rồi. Còn chút chênh lệch. Da mặt dày thế này, ngay cả hắn cũng bái phục chịu thua. Lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Làm thế nào? Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, hơi bất đắc dĩ, còn có thể làm thế nào? Bây giờ đi lên, ta khiêm tốn làm người, người khiêm tốn làm tháp. Tiểu tháp trầm giọng nói, ta cảm thấy, dưới tam kiếm, ta và tiểu chủ vẫn là vô địch. Diệp Huyên choáng váng. Tiểu tháp này hoàn toàn không cứu nổi rồi. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Diệp Huyên giật nảy mình, quay người nhìn lại, cách đó không xa,
một cô gái chậm rãi đi đến. Không phải loài người. Mặc dù không phải loài người, nhưng dáng vẻ không khác loài người là mấy, chỉ có điều, tai của cô gái trước mắt là lông xù hơi giống tai hồ ly, trừ cái đó ra, tóc của cô gái cũng không phải màu đen, mà là màu lam. Sau lưng cô gái còn có mấy người đàn ông có vẻ ngoài dũng mãnh. Diệp Huyên thầm đề phòng trong lòng, chắc chắn cha sẽ không đưa hắn đến thế giới có nền văn minh đặc biệt thấp, nơi này thấp nhất cũng là nền văn minh cấp 7. Mà cô gái trước mắt này, hắn nhìn không thấu. Cô gái liếc nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó lên tiếng, nhưng mà, Diệp Huyên hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói gì. Diệp Huyên do dự một chút, cô nương, ngươi có thể nói tiếng người không? Nghe thấy Diệp Huyên lên tiếng, cô gái khẽ nhăn mày, một lát sau có giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, ngươi là sinh vật gì? Vì sao lại ở chỗ này? Trao đổi thần thức. Vẻ mặt Diệp Huyên càng thêm nghiêm trọng. Vậy mà đối phương có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào thần trí của hắn. Thấy Diệp Huyên không trả lời, lông mày cô gái hơi nhăn lại, vì sao không trả lời. Thấy cô gái tỏ vẻ không vui, Diệp Huyên vội vàng nói, loài người. Loài người. Cô gái lại đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên thoáng nhìn cô gái, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên hơi bối rối, không phải cô gái này coi trọng mình rồi đấy chứ. Lúc này, cô gái đột nhiên nói, loài người các ngươi cũng xấu quá rồi. Diệp Huyên. Cô gái lại nói, không chỉ xấu mà còn yếu như vậy. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, thế này cũng có thể nhịn sao. Đánh nàng ta. Diệp Huyên không thèm để ý đến tiểu tháp, hắn ôm quyền, sau đó nói, cô nương. Nơi này là... Cô gái nhìn Diệp Huyên, người không biết nơi này là nơi nào. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nheo mắt lại, vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên sôi trào. Diệp Huyên quay người nhìn lại, một luồng uy áp mạnh mẽ từ chân trời xa sôi cuốn tới, ngay sau đó, một người đàn ông từ trong không gian đi ra. Người đàn ông mặc khôi giáp màu vàng, trong tay cầm một thanh trường thương, phía sau mọc hai cái cánh vỗ vỗ, không gian xung quanh hệt như sóng nước dập dờn. Nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt cô gái lập tức trở nên lạnh lùng, mà sắc mặt hai cao thủ sau lưng nàng ta cũng trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt người đàn ông mặc khôi giáp rơi lên trên người cô gái, khóe miệng hơi cong lên, A La Sinh cô nương, thật trùng hợp. Cô gái tên là A La Sinh khẽ cười, Viêm Hoàng. Xem ra Viêm tộc ngươi cũng cảm thấy hứng thú với cấm địa nơi này. Viêm Hoàng cười nói, như nhau thôi. A La Sinh mỉm cười, hợp tác không? Viêm Hoàng liếc nhìn A La Sinh, cười nói, có thể. A La Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi vừa đến nơi này, có lẽ cũng không có chỗ nào để đi, không bằng đi theo ta, ngươi thấy như thế nào? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, vừa định lên tiếng từ chối. Lúc này A La Sinh lại nói, nơi này tên là thập phương tuyệt địa, ngươi thấy những thi thể bên cạnh ngươi không, lúc còn sống những thi thể này đều là thập bát đoạn. Thập bát đoạn. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Mẹ nó. Cha đưa mình đến nơi quỷ quái gì vậy? Thập bát đoạn như con sâu cái kiến. Đây là cha ruột đấy à? Diệp Huyên cạn lời. A La Sinh lại nói, nghĩ như thế nào rồi? Diệp Huyên nhìn về phía A La Sinh, ta đi theo cô nương. A La Sinh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Viêm Hoàng, chúng ta đi thôi. Viêm Hoàng liếc nhìn Diệp Huyên, gật đầu. Mọi người đi về nơi xa. Chưa đi được mấy bước, mặt đất bên phải đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bộ xác thối bỗng nhiên phá đất chui lên, chạy thẳng tới chỗ đám người A La Sinh, những nơi xác thối này đi qua, thời không tầng một đều bị vỡ nát chôn vùi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Đây là thứ đồ gì, thế mà lại khủng khiếp như vậy? Lúc này, Viêm Hoàng kia đột nhiên đâm thương ra. Uỳnh! Xác thối kia lập tức bị thương này tiêu diệt không còn. Giết trong chớp nhoáng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Viêm Hoàng và A La Sinh cầm đầu, có lẽ thực lực của hai người này đã đạt đến nhị thập đoạn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Diệp Huyên cau mày lại,
hắn bây giờ hơi lo lắng cho sống còn của mình. Phải biết, bây giờ hắn mới thập đoạn, hơn nữa, kiếm Thanh Huyên còn bị cha phong ấn. Thực lực bây giờ của hắn rất yếu, ngay cả xác thối vừa rồi cũng có thể giết hắn trong nháy mắt, cha ruột đó nha. Diệp Huyên khẽ thở dài, người cha này chỉ biết đưa hắn vào nơi nguy hiểm, nhưng chắc chắn chưa từng nghĩ đến mức độ nguy hiểm của nơi này và thực lực bây giờ của hắn chênh lệch như thế nào. Đúng lúc này, Viêm Hoàng và A-La Sinh cầm đầu đột nhiên dừng bước. Diệp Huyên nhìn xung quanh, nhíu mày lại, trực giác nói cho hắn biết, có nguy hiểm. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ thấy không gian xung quanh đột nhiên rung đột, không gian xung quanh đang bắt đầu bị ăn mòn từng chút một. Nguy hiểm. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đây rốt cuộc là nơi nào? Nhưng vào lúc này, Viêm Hoàng cầm đầu kia khẽ dậm chân phải một cái. Quỳnh. Hai cánh sau lưng Viêm Hoàng đột nhiên vỗ mạnh, không gian xung quanh hắn ta trực tiếp bị một luồng khí bí ẩn bao phủ, cùng lúc đó, A-La Sinh cũng đột nhiên khẽ ép tay phải xuống, trong nháy mắt, không gian xung quanh nàng ta và hai ông lão phía sau bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Dường như nghĩ đến điều gì, A-La Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, giây phút này thời không xung quanh Diệp Huyên đã bị ăn mòn toàn bộ, nhiều nhất là mấy hơi thở, hắn sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thế gian này. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Hắn muốn triệu hoán kiếm Thanh Huyên, nhưng hắn căn bản không cảm ứng thấy tiểu hồn. Đúng lúc này, A-La Sinh bên cạnh đột nhiên khẽ ép tay phải xuống. Diệp Huyên lập tức bị một ánh sáng vàng bao phủ. Trong lòng Diệp Huyên thả lỏng, hắn nhìn về phía A-La Sinh, mỉm cười, cảm ơn. A-La Sinh cười nói, đừng khách khí. Viêm Hoàng ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng cũng không nói lời gì. Khặc khặc. Nhưng vào lúc này, chợt có tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị vang lên bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách họ không xa, mặt đất nơi đó đột nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, một bộ xương khô chậm rãi bay ra, trong tay xương khô cầm một thanh đao xương. Nhìn thấy bộ xương này, A-La Sinh nhíu mày, vong linh đại đế. Xương khô nhìn về phía A-La Sinh, người biết ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. A-La Sinh nhìn vong linh đại đế, trăm vạn năm trước, vô địch trong vô gian cảnh. Ha ha! Vong linh đại đế cười ha hả. Không ngờ trăm vạn năm sau vẫn còn có người biết đến ta. Được, được lắm. A-La Sinh trầm giọng nói, vì sao các hạ lại xuất hiện ở nơi này? Vong linh đại đế cười nói, mong muốn lấy được truyền thừa của thập phương thần đế. Ánh mắt A-La Sinh rơi xuống hai chân của vong linh đại đế, trên hai chân hắn ta có một sợi xích màu đỏ như máu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt A-La Sinh trầm xuống, rút lui. Rút lui. Nàng ta vừa định mang hai ông lão sau lưng rời đi, nhưng lúc nào, không gian xung quanh đột nhiên biến thành màu máu, vô số xiềng xích đỏ như máu từ không gian xung quanh bay ra. Viêm Hoàng cầm đầu nheo mắt lại, hắn ta đột nhiên tung người nhảy lên, trường thương trong tay chém xuống một cái, nhưng mà, một thương này không có xíu xiu tác dụng gì, một sợi xích màu máu trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày hắn ta, sau đó khóa chặt hắn ta ngay tại chỗ. Một bên khác, A-La Sinh đang muốn dẫn hai ông lão sau lưng rời đi, nhưng tốc độ của nàng ta vẫn chậm. Ba sợi xích màu máu trực tiếp khóa chặt ba người các nàng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Diệp Huyên thì khá là biết điều, khi những sợi xích sắt màu máu đó xuất hiện, hắn đã chủ động vươn hai tay ra ngoan ngoãn mặc cho những sợi xích màu máu đó trói hắn lại. Không phản kháng. Dứt khoát đầu hàng. Đúng lúc này. Đột nhiên có tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cô bé chậm rãi đi tới, cô bé không đi giày, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ, nếu nhìn kỹ hơn có thể phát hiện, váy này là do máu tươi ngưng tụ tạo thành. Trên má phải của cô bé có một vết sẹo rất sâu, nó khiến cô bé trông hơi dữ tợn. Trong tay cô bé có một thanh dao găm ngưng tụ từ máu tươi. Nhìn thấy cô bé, vong linh đại đế trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất. Run lẩy bẩy. Cô bé đi đến trước mặt Viêm Hoàng kia, nàng ta ngẩng đầu nhìn Viêm Hoàng, mở lòng bàn tay ra, 10 tỷ hồn tinh. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên co giật, mẹ nó, đây là một nữ thổ phỉ. Chỉ là, hồn tinh là thứ đồ gì nhỉ?
Viêm Hoàng nhìn cô bé, không có. Tay phải cô bé đột nhiên rạch một cái, trong nháy mắt, Viêm Hoàng kia lập tức bị phanh thây vạn mảnh, ngay cả linh hồn cũng là như vậy. Diệp Huyên trợn mắt ngoác miệng. Thế là chết rồi. Một cao thủ siêu cấp châu bò bị xử lý dễ dàng như vậy. Cô bé đi đến trước mặt A La Sinh, nàng ta nhìn về phía A La Sinh, tay phải mở ra, 10 tỷ. A La Sinh im lặng một lát, sau đó nói, trên người ta không có, ta có thể gọi người nhà mang tới. Cô bé gật đầu, được. Nói xong, nàng ta nhìn hai ông lão sau lưng A La Sinh, hai ông lão vội vàng nhìn về phía A La Sinh lại im lặng. 100 vạn hồn tinh, con số này thật sự quá lớn. Hồn tinh là gì? Chính là tinh phách do linh hồn ngưng tụ tạo thành, quan trọng là không phải linh hồn nào cũng có thể ngưng tụ thành tinh phách, ít nhất phải là cao thủ đạt đến thập ngũ đoạn mới có thể ngưng tụ thành hồn tinh. 100 vạn hồn tinh. Điều này mang ý nghĩa, ít nhất phải giết 100 vạn cao thủ thập ngũ đoạn trở lên. Thấy A La Sinh không nói lời nào, sắc mặt hai ông lão xám như cho tàn. Cô bé vung tay phải lên, hai ông lão trực tiếp bị phanh thây vạn mảnh. Cô bé lại đi đến trước mặt Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên, cô bé nhíu mày, yếu như vậy. Diệp Huyên. Cô bé giơ tay phải ra, 100 vạn hồn tinh. Diệp Huyên lắc đầu, không có. Cô bé nhìn Diệp Huyên, bảo người nhà đưa tới. Diệp Huyên không nói gì. Cô bé muốn ra tay, lúc này... Diệp Huyên vội nói, ta gọi người nhà đưa tới. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiểu Linh Nhi, nói cho Tiểu Bạch, bảo Tiểu Bạch liên lạc với cha ta, nói ta bị bắt cóc rồi. Bảo y cầm 200 vạn hồn tinh đến chuộc ta. Một lát sau, trong một tinh vực không biết tên, người đàn ông mặc áo xanh đột nhiên dừng lại, kiếm tu bên cạnh y hỏi, sao vậy? Người đàn ông áo xanh mặt không cảm xúc, hắn bị bắt cóc rồi. Bảo ta cầm tiền đến chuộc hắn. Kiếm tu. Bị bắt cóc rồi. Vẻ mặt kiếm tu có chút kỳ lạ. Người đàn ông áo xanh thấp giọng thở dài, cái tên này. Kiếm tu cười nói, xem ra gặp phải rắc rối gì rồi, đi xem thử không. Người đàn ông áo xanh do dự chốc lát, sau đó lắc đầu, để hắn tự giải quyết. Kiếm tu nói, chắc là không thể giải quyết, nên mới tìm ngươi. Người đàn ông áo xanh lắc đầu thở dài, đạo huynh, thời gian chúng ta không nhiều nữa. Hắn nhất định phải trưởng thành, nếu ta và thiên mệnh vẫn giúp hắn như vậy, cả đời này hắn cũng không thể trưởng thành được. Kiếm tu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng. Người đàn ông áo xanh nói, đi thôi. Kiếm tu do dự chốc lát rồi nói, đợi xem đã. Kiếm tu lắc đầu cười, rõ ràng người đàn ông áo xanh vẫn không an tâm. Tại thập phương tuyệt địa, cô bé váy đỏ ngồi trên tảng đá bên cạnh, đôi chân nhỏ nhắn đong đưa, trong tay cô bé là một miếng linh quả đã bị cắn một nửa. Ở trước mặt cô bé, vong linh đại đế đang nhảy múa. Không sai. Một bộ xương khô đang nhảy múa, nhảy cũng rất hay. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy rất kỳ lạ. Còn A La Sinh ở bên cạnh thì sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, vong linh đại đế này là người nào? Trăm vạn năm trước đã là vô gian cảnh vô địch rồi. Mà một cao thủ vô địch như vậy, lúc này lại đang nhảy múa. Cô bé váy đỏ này rốt cuộc là ai? Là thập phương thần đế sao? A La Sinh trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lúc này nàng ta cũng không dám hỏi, sợ khiến cô bé kia bực bội. Không lâu sau, một ông lão đến thập phương tuyệt địa, ông lão đi đến trước mặt A La Sinh, kính cẩn dâng lên một chiếc nhẫn chứa đồ. A La Sinh lấy chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho cô bé liếc nhìn, sau đó nhận lấy nhẫn chứa đồ rồi nói, đi. A La Sinh khẽ gật đầu, quay người rời đi. Khi đi qua bên người Diệp Huyên, đột nhiên nàng ta dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, người nhà ngươi đâu? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức đau lòng. Bởi vì cha không trả lời gì cả. A La Sinh khẽ vỗ vai Diệp Huyên, bảo trọng. Nói xong. Nàng ta bước nhanh biến mất nơi xa, đầu cũng chẳng buồn quay lại. Lúc này, cô bé nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cũng không nói gì. Lúc này, cô bé đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyên, linh quả trong tay cô bé không biết khi nào đã biến thành một con dao găm.
chính là con dao găm này, vừa nãy đã phanh thây Viêm Hoàng thành nghìn đoạn. Cô bé nhìn Diệp Huyên, quỷ nghèo. Nói rồi đang muốn ra tay thì lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, đợi đã. Cô bé nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì, nhưng Diệp Huyên đã cảm nhận được sát ý kinh người. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, ngươi xem cái này đáng 10 tỷ hồn tinh không? Tiểu tháp lập tức nhảy lên, tiểu chủ, ngươi cũng chẳng ngại gì cả vậy. Lại còn đi bán ta nữa. Diệp Huyên. Trước mặt Diệp Huyên, cô bé nhìn tiểu tháp, nàng ta nhíu mày, một lúc sau nàng ta lại lắc đầu, không đáng. Nghe vậy, tiểu tháp bỗng nổi giận, ngươi mà lại nói ta không đáng. Ta là đệ nhất tháp khắp chư thiên vạn giới đấy. Diệp Huyên vội gật đầu, đệ nhất tháp chư thiên vạn giới, ta có thể làm chứng. Cô bé lại quan sát tiểu tháp, rồi lại lắc đầu, vô dụng. Diệp Huyên. Tiểu tháp còn muốn nói gì đó, cô bé đột nhiên chém một dao xuống. Ầm. Tiểu tháp lại run rẩy, lập tức bay ra, nhưng không bị hư. Thấy vậy, cô bé nhíu chặt mày, cô bé mở lòng bàn tay, tiểu tháp đã xuất hiện trong tay cô bé quan sát tiểu tháp. Sau đó, cô bé lập tức bước vào thế giới trong tiểu tháp. Trong tiểu tháp, cô bé liếc nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó, cô bé như phát hiện gì đó, lại nhíu chặt mày. Một lúc sau, cô bé nheo mắt, cô bé phát hiện ra một phong ấn. Phong ấn do người đàn ông áo xanh để lại. Cô bé đột nhiên chém một đao xuống. Ầm. Không gian xung quanh rung chuyển, nhưng phong ấn kia lại không có phản ứng gì. Cô bé im lặng một lúc, rồi rời khỏi tiểu tháp, cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không nói gì. Diệp Huyên bị nhìn như vậy có chút tê ra đầu, cô bé này không làm gì được phong ấn do cha để lại, nhưng đối phương chắc chắn không phải đối thủ hiện tại hắn có thể đánh được. Cô bé bỗng quay người rời đi. Diệp Huyên nhíu mày, có chút nghi hoặc. Mà ở bên cạnh, Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên, sau đó vội vàng đi theo cô bé. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, cô bé này sao đột nhiên lại dừng tay rồi. Vừa nãy thực sự hắn đã cảm nhận được sát ý của cô bé này rồi. Đối phương muốn giết hắn, nhưng không biết vì sao, đối phương lại dừng tay lại. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên quyết định bỏ chạy trước, hắn vừa đi mấy bước thì lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên cạnh hắn, nếu ta là ngươi, thì sẽ ở lại đây. Diệp Huyên quay đầu nhìn. Vong Linh Đại Đế vừa rời đi đã quay lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao? Vong Linh Đại Đế lạnh nhạt nói, bên ngoài đều là vong linh, nếu ngươi đi ra thì sẽ bị phanh thây ngay lập tức. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi hỏi, tiền bối, cô bé kia là? Vong Linh Đại Đế lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, không biết. Vong Linh Đại Đế gật đầu, ta ở đây đã 80 vạn năm rồi. Nhưng ta không hề biết gì về nàng ta. Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên, ta không biết tại sao nàng ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhớ rõ, chớ có chọc giận nàng ta. Tuyệt đối đừng chọc giận nàng ta, nếu không, hậu quả rất nặng nề. Nói xong, Vong Linh Đại Đế quay người rời đi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, một đám mây đen trôi trên đỉnh đầu, ngoài ra thì cũng không có gì khác. Một lúc sau, Diệp Huyên đi về phía xa. Sau khi xuyên qua một hang động chật hẹp, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước mặt hắn không xa, là một vùng biển máu không thấy điểm cuối, mắt nhìn không thấy đầu, mà cô bé kia lại đang ngồi bên bờ biển máu. Vong Linh Đại Đế thì ở bên cạnh phía xa xa. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó đi đến bên cạnh cô bé, thấy vậy, Vong Linh Đại Đế khẽ nhếch miệng, tên này muốn tìm chết sao? Ở phía xa, cô bé quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức rút ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho cô bé. Cô bé nhíu mày, vật gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, kẹo hồ lô. Cô bé nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên vội nói, ăn ngon. Cô bé im lặng một lúc rồi nhận lấy kẹo hồ lô khẽ liếm, thoáng chốc, cô bé mở tròn mắt, sau đó, cô bé vội vàng mút kẹo. Diệp Huyên thở phào trong lòng, mẹ nó, kẹo hồ lô này đúng là thần khí. Cũng may lúc đi ra ngoài bản thân cũng đã chuẩn bị mấy xiên. Những lúc quan trọng có thể cứu mạng đấy. Diệp Huyên nhìn cô bé, ăn ngon không? Cô bé gật đầu, cũng được.
Diệp Huyên lại lấy ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho cô bé, ăn xong xiên kẹo hồ lô này, sau này chúng ta là bạn tốt. Nghe thấy lời này, vong linh đại đế kia trợn mắt há mồm, tên này điên rồi sao? Lại đi làm bạn với cô bé này. Ngay lúc này, cô bé nhận lấy kẹo hồ lô trong tay Diệp Huyên, bạn bè. Diệp Huyên gật đầu, người có bạn bè không? Cô bé lắc đầu, không có. Diệp Huyên vội nói, vậy sau này ta chính là bạn của ngươi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, được. Nghe vậy, vong linh đại đế ở bên cạnh suýt nữa đã té xíu. Bạn bè. Mẹ nó. Tên này dùng một xiên kẹo hồ lô mà đã làm bạn được với cô bé này rồi. Vong linh đại đế cảm thấy não mình hình như không đủ dùng. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh cô bé, cười nói, ta tên Diệp Huyên, ngươi tên gì? Cô bé nói, huyết đồng. Huyết đồng. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, ngươi có thể ra ngoài không? Huyết đồng lắc đầu, không thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, có kết giới. Huyết đồng gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi lợi hại như vậy, cũng không làm được. Huyết đồng nhẹ giọng nói, ta bị thương rồi. Bị thương. Diệp Huyên quan sát huyết đồng, sau đó nói, vậy bao lâu thì ngươi có thể khỏe hơn? Huyết đồng lắc đầu, không khỏe được. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Huyết đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đang định nói thì huyết đồng bỗng nói, bạn bè. Diệp Huyên nhìn huyết đồng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi và ta là bạn bè. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Huyết đồng khẽ gật đầu, bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, đúng chứ? Diệp Huyên vừa muốn gật đầu, thì đột nhiên, hắn phát hiện hình như chuyện có gì đó không đúng. Thấy Diệp Huyên không trả lời, huyết đồng khẽ nheo mắt, ngươi không xem ta là bạn. Thoáng chốc, biển máu bên cạnh lập tức sôi sục, sát ý ngập tràn bao phủ cả chân trời. Vong linh đại đế ở bên cạnh lập tức bò xuống, run cầm cập. Diệp Huyên vội nói, bạn bè. Chúng ta là bạn bè tốt. Huyết đồng khẽ gật đầu, biển máu kia thoáng chốc đã yên tĩnh lại. Diệp Huyên thở phào trong lòng, thực lực cô bé này thật kinh khủng. Lúc này, huyết đồng đột nhiên lại nói, ta muốn tìm ngươi giúp đỡ. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Trực giác nói cho hắn biết, hắn bị bẫy rồi. Huyết đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, chuyện nhỏ thôi. Diệp Huyên do dự rồi nói, ta... Thực lực ta hơi yếu đấy. Huyết đồng nhìn thẳng Diệp Huyên, giúp hay không giúp? Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, người nói thử xem. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, phong ấn của tiểu tháp do người nào để lại. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên càng nghiêm trọng hơn lúc này, hắn đã hiểu tại sao cô bé lại không giết hắn rồi, thì ra nguyên nhân là vì cha hắn. Huyết đồng lại hỏi, người nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta biết ý của ngươi. Nhưng ta không thể liên lạc với ông ấy, cho dù liên lạc được, ông ấy cũng sẽ không đến. Huyết đồng nhíu mày, hắn ta là gì của ngươi? Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, cha ta. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, cha ruột. Diệp Huyên gật đầu. Huyết đồng im lặng một lúc rồi nói, diễn một vở kịch. Cứ nói ta muốn giết ngươi, để hắn đến cứu ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên đành chịu nói, vừa nãy đã thử rồi. Ông ấy cũng chẳng nói gì với ta. Huyết đồng nhíu mày, ngươi chắc chắn đó là cha ruột ngươi. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, ta cũng không quá chắc chắn. Huyết đồng im lặng một lúc rồi nói, đề nghị ngươi đổi cha đi. Diệp Huyên. Đổi cha. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ. Cha mà nói đổi là đổi được sao? Lúc này... Tiểu tháp đột nhiên hừ lạnh nói, chủ nhân đúng là người không phúc đức gì cả, ông ấy cứ nói người quá ỷ lại thiên mệnh tỷ tỷ và ông ấy, nhưng ông ấy trước giờ chưa từng nghĩ đến một vấn đề, đó là kẻ địch của tiểu chủ người. Chủ nhân năm đó có thể không có kẻ địch mạnh như vậy, nhưng kẻ địch của tiểu chủ người thì đều không bình thường. Người xem, bây giờ tiểu chủ là thập đoạn, nhưng bây giờ người lại gặp phải kẻ địch toàn là nhị thập đoạn. Như vậy chơi thế nào được? Diệp Huyên cười nói, thật ra. Ta có thể hiểu được ý của cha. Tiểu tháp có chút khó hiểu, hiểu. Ông ấy đối xử với người như vậy, người còn hiểu cho ông ấy. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, không thể phủ nhận,
ta quả thực quá ỷ lại Thanh Nhi. Ngươi xem ta hiện tại, không có kiếm Thanh Huyên quả thực như dê con vậy, chỉ có thể để mặc người ta sâu xé. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta cần phải thay đổi bản thân. Một nơi nào đó trong tinh không chưa biết, người đàn ông áo xanh bỗng rời tầm mắt, y cười ha ha, đạo huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, y cười lớn thành tiếng, sau đó biến mất nơi chân trời tinh không. Bên huyết hải, huyết đồng không nói gì thêm, cô bé ngồi trên tảng đá, liếm kẹo hồ lô, sau đó cứ vậy nhìn ra vùng biển máu phía xa. Diệp Huyên thì đi đến bên cạnh, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, hắn và thời không tầng 6 cùng dung hợp. Không có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng có thể dung hợp với thời không tầng 6, nhưng hắn không dám bất cẩn như lúc trước, bởi vì hiện tại hắn không những không thể xem nhẹ vực sâu thời không, mà càng không thể bỏ qua áp lực thời không của thời không tầng 6 này. Khi nhìn thấy Diệp Huyên đi vào thời không tầng 6, Vong Linh Đại Đế bên cạnh chợt nhíu mày, ngươi chẳng qua chỉ mới thập đoạn, sao có thể đi vào thời không tầng 6? Hơn nữa lại còn dung hợp. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, lúc tiền bối ở thập đoạn thì không thể đi vào thời không tầng 6 sao? Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên, không thể. Diệp Huyên không hiểu, tại sao không thể? Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, ta muốn biết là tại sao ngươi có thể. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ta chỉ là thử xem sao, sau đó thì dung hợp luôn rồi. Vong Linh Đại Đế. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, vô gian đạo mà vừa nãy A-La Sinh cô nương kia nói, là cảnh giới gì vậy? Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, sau nhị thập đoạn, nếu tăng lên nữa, thì là vô gian rồi. Không gian vô gian, thời gian vô gian, cũng chính là không gian tầng 8. Thời không tầng 8 được gọi là không gian vô gian. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ban đầu ta tiến vào trong thời không tầng 8, nhìn thấy một người giống hệt ta, đó là... Vong Linh Đại Đế đột nhiên cắt ngang lời Diệp Huyên, người đi vào thời không tầng 8. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đang đùa sao? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, ngươi thật sự từng đi vào. Diệp Huyên gật đầu, thật sự từng đi vào. Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên chăm chú, ngươi không bình thường chút nào. Ông ta tin lời Diệp Huyên, bởi vì nếu Diệp Huyên chưa từng vào thời không tầng 8, thì căn bản sẽ không biết tình hình trong thời không tầng 8. Chỉ là chuyện khiến ông ta không hiểu, là tên này đi vào thế nào. Diệp Huyên bỗng nói tiếp, tiền bối, vô gian là gì? Vong Linh Đại Đế im lặng một lúc rồi nói, ta cũng không biết nên giải thích với người thế nào, người bây giờ, cảnh giới khá thấp. Hơn nữa, hơi thở cũng yếu, không quá ổn định, vừa nhìn đã biết người đi đường tắt rồi. Diệp Huyên cười khổ, đây đúng thật là đại lão mà. Vong Linh Đại Đế lại nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, kiếm tu. Vong Linh Đại Đế cười nói, ta từng biết một kiếm tu, hơn nữa từng giao lưu một lần. Đối với kiếm đạo cũng có chút tâm đắc. Nào, ngươi thử ra một chiêu kiếm kỹ xem, ta chỉ điểm cho ngươi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó bỗng rút mạnh một kiếm chém xuống. Rút kiếm định sinh tử. Thuật rút kiếm định sinh tử chồng chéo 2800 đạo. Một kiếm này vừa ra, không gian trong sân lập tức nứt ra. Huyết đồng ở bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày. Còn Vong Linh Đại Đế khi thấy một kiếm này của Diệp Huyên, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, ngươi. Kiếm kỹ này của người là người nào chỉ dạy? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tự tạo. Tự tạo. Vong Linh Đại Đế sững sờ, sau đó nói, kiếm kỹ này là ngươi tự tạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vong Linh Đại Đế nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lợi hại. Diệp Huyên lại nói, ta còn có một chiêu kiếm kỹ nữa. Nói xong. Hắn lập tức sử dụng rút kiếm định sinh tử. Khi nhìn thấy kiếm này, vẻ mặt Vong Linh Đại Đế trở nên nghiêm trọng hơn, đây cũng là do ngươi tự tạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ta mất cả 10 ngày mới tạo ra. Vong Linh Đại Đế. Thật ra Diệp Huyên cũng không phải muốn khoe khoang, sở dĩ hắn thi triển hai kiếm kỹ này, thật sự muốn tự bảo vệ mình. Hắn càng thể hiện không đơn giản, thì cơ hội sống càng lớn hơn. Lúc này,
Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, lai lịch ngươi không đơn giản. Diệp Huyên nghiêm túc nói, mong tiền bối chỉ giáo. Vong Linh Đại Đế im lặng một lúc rồi nói, kiếm kỹ này của ngươi, ta không có tư cách chỉ điểm, nhưng ta lại có chút tâm đắc của riêng mình. Diệp Huyên vội kính cẩn thi lễ, mong tiền bối chỉ giáo. Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, cảnh giới ngươi khá thấp, nếu cảnh giới ngươi đạt đến nhị thập đoạn thì với kiếm kỹ vừa rồi của ngươi, có thể nói là gần như vô địch trong những người nhị thập đoạn, thậm chí có thể chiến đấu với cao thủ vô gian cảnh. Vì vậy, trước tiên ngươi phải đột phá cảnh giới bản thân, nâng cao bản thân lên nhị thập đoạn. Diệp Huyên gật đầu, được. Vong Linh Đại Đế do dự chốc lát rồi nói, nhưng nếu ngươi muốn đạt đến nhị thập đoạn thì nhất định phải có hồn tinh, ít nhất phải cần 50 vạn hồn tinh. Diệp Huyên có phần không hiểu, hồn tinh là vật gì? Vong Linh Đại Đế có chút nghi hoặc, ngươi không biết hồn tinh là vật gì? Diệp Huyên gật đầu, không biết. Sắc mặt Vong Linh Đại Đế có chút kỳ lạ, một lúc sau lại nói, hồn tinh là chỉ linh hồn ngưng tụ thành tinh phách, năng lượng tinh phách này rất kinh khủng, vượt xa cả tinh thạch gì đó, ở mức độ nào đó mà nói, một miếng hồn tinh tương đương với tâm huyết cả đời của một ngươi, tinh phách do linh hồn càng mạnh ngưng tụ thành thì cũng càng mạnh hơn. Ngươi phải đạt đến nhị thập đoạn, ít nhất phải cần 50 vạn miếng hồn tinh. 50 vạn miếng hồn tinh. Diệp Huyên nhìn Vong Linh Đại Đế. Vong Linh Đại Đế của quảng hai tay, đừng nhìn ta ngay cả sợi lông cũng không có. Diệp Huyên quan sát Vong Linh Đại Đế, quả thực, một sợi lông cũng không có, chỉ toàn xương cốt. Vong Linh Đại Đế liếc nhìn huyết đồng bên cạnh, nhưng không nói gì. Đương nhiên Diệp Huyên hiểu ý, hắn nhìn huyết đồng bên cạnh. Hồn tinh của nha đầu này chắc chắn rất nhiều. Huyết đồng liếc nhìn Diệp Huyên, một xiên hồ lô đổi một vạn miếng hồn tinh. Nghe vậy, Diệp Huyên sững người. Một xiên hồ lô đổi một vạn miếng hồn tinh. Lúc này, huyết đồng lại nói, đổi hay không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hai xiên hồ lô đổi một vạn miếng hồn tinh đi. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên chân thành nói, bởi vì chúng ta là bạn bè mà. Nếu một xiên đổi một vạn miếng hồn tinh, lương tâm ta cũng đau. Con người ta sở dĩ cả đời trắc trở. Chính là vì làm người quá thật thà, ai? Vong Linh Đại Đế ở bên cạnh khẽ nhếch miệng, muốn đánh người rồi. Huyết đồng có lẽ không biết về kẹo hồ lô, nhưng sao ông ta lại không biết chứ? Hai que hồ lô đổi một vạn miếng hồn tinh. Mẹ nó, tên này đúng là điên rồi. Mà lúc này, trong lòng cũng có chút tủi thân, mẹ nó, sớm biết huyết đồng đại lão này thích ăn hồ lô thì bản thân làm gì phải lăn lộn ra như vậy. Nghĩ đến đây, bất giác Vong Linh Đại Đế lại đau lòng. Mấy chục vạn năm đấy. Mấy chục vạn năm nay bản thân chỉ có thể dựa vào nhảy múa để lấy lòng huyết đồng, mà loài người này, vừa đến đây đã dùng kẹo hồ lô làm bạn với huyết đồng rồi. Kẹo hồ lô. Mẹ nó, tại sao bản thân không mang chút kẹo hồ lô chứ? Cách đó không xa, huyết đồng liếc nhìn Diệp Huyên, im lặng một lúc rồi nói, con người ngươi, cũng không tệ. Nói rồi, cô bé vung tay phải, 10 vạn miếng hồn tinh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng lấy ra 5 xiên kẹo hồ lô đưa cho huyết đồng, hắn ngẫm nghĩ, sau đó lại lấy ra thêm một xiên đưa cho huyết đồng, tặng ngươi thêm một xiên. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, cô bé nhận lấy xiên kẹo hồ lô, sau đó nói, cảm ơn. Diệp Huyên vội nói, không cần cảm ơn. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Vong Linh Đại Đế, tiền bối. Ta sắp lên đến nhị thập đoạn rồi. Vong Linh Đại Đế. Thời gian sắp tới đây, Diệp Huyên bắt đầu tiến đến nhị thập đoạn. Tuy hiện tại hắn mới ở thập đoạn, nhưng, hắn đã có thể tiến vào thời không tầng 6, hơn nữa còn dung hợp, hiện tại chuyện hắn cần làm là nắm chắc thời không chi đạo và kinh nghiệm. Mà chỉ điểm từ Vong Linh Đại Đế trước mặt này đúng lúc lại bổ sung điểm này. Thật ra Vong Linh Đại Đế cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì tốc độ tu hành của Diệp Huyên thực sự có hơi nhanh, chủ yếu là tên này chỉ mới thập đoạn mà đã có thể tiến vào thời không tầng 6, hơn nữa còn dung hợp lại, quả thực không bình thường. Đối với lai lịch của Diệp Huyên, ông ta lại càng hiếu kỳ hơn. Lúc trước sở dĩ ông ta tỏ ý tốt với Diệp Huyên, là vì ông ta cảm thấy Diệp Huyên không hề đơn giản, có lẽ loài người này có thể thay đổi khốn cảnh hiện tại của ông ta. Thời gian trôi qua từng chút một.
Diệp Huyên tiến bộ nhanh chóng, chưa đến một tháng đã đạt đến thập nhị đoạn, không những vậy, dưới sự chỉ điểm từ vong linh đại đế, hắn vận dùng thời không chi đạo càng lúc càng thuần thục, mà còn hiểu rõ hơn nữa. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, Huyết Đồng mỗi ngày không có chuyện gì thì ngồi bên biển máu, không nói lời nào. Lại một tháng trôi qua, Diệp Huyên đã đạt đến thập tam đoạn, tuy chỉ là thập tam đoạn, nhưng thực lực hiện tại của hắn, dù không dùng kiếm thanh huyên thì muốn giết một người thất đoạn cũng rất dễ dàng. Không thể không nói, tu luyện thật sự rất hao tốn hồn tinh, hắn tu luyện đến thập tam đoạn, đã tốn hết ít nhất trăm vạn miếng hồn tinh rồi. Cũng may, kẹo hồ lô hắn đủ nhiều, nếu không, tu luyện cũng không được nhanh như vậy. Một tháng sau, Diệp Huyên đã đạt đến thập tứ đoạn. Khi hắn sắp tiếp tục tu luyện, thì vùng biển máu phía xa đột nhiên sôi sục, đồng thời, một áp lực cực kỳ kinh khủng từ sâu nơi biển máu kia tràn đến. Biến cố xảy ra bất ngờ như vậy khiến Diệp Huyên nhíu mày, hắn vừa muốn hỏi vong linh đại đế ở bên cạnh thì lại kinh ngạc phát hiện, vong linh đại đế đã trực tiếp bò rạp dưới đất, cả bộ xương không ngừng run rẩy. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên cũng thay đổi. Lúc này, vong đại đế ở bên cạnh bỗng run giọng nói, tên nhóc kia, quỳ xuống. Giọng điệu đầy sợ hãi. Quỳ xuống. Diệp Huyên lắc đầu. Người có thể chết, nhưng lưng không được cong. Thật ra, chủ yếu là quỳ xuống như vậy thực sự rất mất mặt. Nên vẫn phải kiên trì một chút vậy. Bên vùng biển máu, Huyết Đồng chậm rãi mút kẹo hồ lô, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó đi đến bên cạnh Huyết Đồng, Huyết Đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, tiếp tục mút kẹo hồ lô. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, phía xa vùng biển máu kia đột nhiên tách làm hai, ngay sau đó, một huyết nhân chậm rãi bước đến. Khi nhìn thấy huyết nhân này, đầu vong linh đại đế kia đã chôn vùi vào đất, run rẩy không ngừng, sợ hãi cực điểm. Huyết Đồng nhìn huyết nhân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc này, huyết nhân đi đến trước mặt Huyết Đồng không xa, khẽ thi lễ, nhị tiểu thư, gia chủ ngã xuống rồi. Huyết Đồng đang mút kẹo hồ lô chợt dừng lại, cô bé nhìn huyết nhân, chết thì tốt. Huyết nhân trầm giọng nói, nhị tiểu thư, trước khi gia chủ ngã xuống có nói, sau này có thể người sẽ trở thành mối họa cho gia tộc, vì vậy ông ấy vừa chết thì phải tiêu diệt ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên ở bên cạnh cũng giật mí mắt. Mẹ nó! Nghe kiểu này thì đây là vụ cha ruột muốn giết con gái. Lúc này, đột nhiên hắn lại cảm thấy cha mình hình như cũng không tệ chút nào. Đúng là phải có so sánh. Huyết Đồng liếc nhìn huyết nhân, chỉ dựa vào ngươi. Vừa dứt lời, cô bé bỗng lật tay phải, chớp mắt, trên đầu huyết nhân kia lập tức xuất hiện luồng sáng trắng, trong lòng huyết nhân lo sợ, vô gian chi đạo. Người vẫn luôn che giấu thực lực bản thân. Lời huyết nhân còn chưa nói hết, đã trực tiếp bị tiêu diệt. Huyết Đồng lấy ra một xiên hồ lô tiếp tục mút, nếu ta không che giấu thực lực, thì lão bất tử có thể để ta sống đến hiện tại sao? Diệp Huyên ở bên cạnh không nhịn được liếc nhìn Huyết Đồng. Từ trước đến nay, hắn đều cảm thấy bản thân lợi dụng Huyết Đồng, hai xiên hồ lô đổi lấy 10 vạn miếng hồn tinh, quả thực là hút cạn máu. Nhưng lúc này đột nhiên hắn phát hiện, cô bé này không ngốc chút nào. Khi bản thân đang lợi dụng người khác, nói không chừng cũng đang bị người khác gài bẫy. Ngay lúc này, Huyết Đồng đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta đưa ngươi đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, đi đâu? Huyết Đồng mút kẹo hồ lô rồi nói, Cửu Thiên Chi Thành. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nơi nào? Huyết Đồng nói, nhà lúc trước của ta. Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, ngươi muốn quay về làm gì? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, cha ta chết rồi, ta không nên quay về xem sao. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, đúng là nên quay về xem, chỉ là, cái này thì liên quan gì đến ta? Huyết Đồng nhíu mày, chúng ta không phải bạn bè sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Huyết Đồng lại nói, nếu đã là bạn bè, thì cha ta không phải là cha ngươi sao? Đương nhiên, cha ngươi cũng sẽ là cha ta rất công bằng. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há miệng, có thể nói được vậy sao? Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, ngươi không xem ta là bạn sao? Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, chúng ta đương nhiên là bạn rồi, nhưng ngươi đưa ta về nhà làm gì?
Huyết Đồng nói, Đào Mồ. À không phải, là quay về giữ đạo hiếu. Diệp Huyên nghe mà chảy mồ hôi lạnh. Tên này muốn quay về Đào Mồ. Mẹ nó chứ. Đây là muốn đưa mình vào hố lửa mà. Huyết Đồng bỗng nói, đi thôi. Nói xong, cô bé quay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta không quay về có được không? Huyết Đồng dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi có thể liên lạc với cha ngươi không? Diệp Huyên. Huyết Đồng nói, nếu không thể thì chúng ta đi thôi. Nói xong, cô bé quay người đi về vùng biển máu. Đe dọa. Chật, đe dọa lộ liễu. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn Vong Linh Đại Đế tiền bối, đi cùng không? Vong Linh Đại Đế vội lắc đầu, không không, tiểu huynh đệ ngươi đi đi, ngươi. Đi đường bảo trọng, Diệp Huyên, một lúc sau, Diệp Huyên và Huyết Đồng biến mất nơi tận cùng biển máu xa xôi. Vong Linh Đại Đế ở chỗ cũ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được tự do rồi. Ở phía xa, Diệp Huyên và Huyết Đồng đi trên biển máu, Huyết Đồng đi rất chậm, vẫn cứ liếm kẹo hồ lô. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Huyết Đồng. Tại sao ngươi muốn đưa ta đến Cửu Thiên Chi Thành gì đó? Huyết Đồng nói, chúng ta là bạn bè, ngươi nói đó, bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Có vấn đề sao? Diệp Huyên. Huyết Đồng lại nói, đừng sợ, không có gì to tát cả. Diệp Huyên không biết nói gì, đương nhiên ngươi không sợ rồi. Ngươi mạnh như vậy, đi đào mồ cùng ngươi, sợ là có chết thế nào cũng chẳng biết được. Hắn muốn chạy. Nhưng hắn biết, hắn căn bản chạy không nổi. Thực lực Huyết Đồng này, hiện tại hắn căn bản không thể chống lại được. Ngay lúc này, chân trời phía xa đột nhiên rung chuyển. Diệp Huyên nhìn chân trời, chỉ thấy bầu trời nứt ra, sau đó, một bóng người bay ra. Là một cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, phía sau có một cái đuôi, vẻ ngoài trông giống Huyết Đồng vài phần. Huyết Đồng liếc nhìn cô gái. Tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng, người muốn làm gì? Huyết Đồng nói, giữ đạo hiếu. Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng chằm chằm, ông ấy đã ngã xuống rồi, chuyện này kết thúc tại đây, có được không? Kết thúc. Huyết Đồng nhếch miệng cười, mới bắt đầu thôi. Nói rồi, cô bé quay đầu chỉ vào Diệp Huyên, giới thiệu chút, một người bạn ta vừa mới quen, tên. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời, người giới thiệu ta làm cái gì? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, bạn bè yếu như vậy. Diệp Huyên. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, người còn có chuyện gì không? Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng, đừng có tự tìm đường chết. Nói xong, nàng ta biến mất không thấy dấu. Huyết Đồng tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, người không cân nhắc chút sao? Huyết Đồng lấy ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyên, đừng sợ, cùng lắm thì chết. Diệp Huyên. Không lâu sau, Huyết Đồng đưa Diệp Huyên đến trước một thềm đá, điểm cuối thềm đá là một cánh cửa đá khổng lồ, cảnh cửa đá cao trăm trượng, vô cùng hùng vĩ. Huyết Đồng nhẹ giọng nói, đến rồi. Diệp Huyên nhìn cánh cửa đá, chính giữa cánh cửa đá có bốn chữ Cửu Thiên Chi Thành. Huyết Đồng đột nhiên tiến lên trước, mà lúc này... Một người đàn ông mặc giáp đen bỗng xuất hiện trước mặt Huyết Đồng không xa, đang muốn nói chuyện thì Huyết Đồng đã đè mạnh tay xuống. Ầm. Người đàn ông giáp đen kia lập tức bị tiêu diệt. Diệt gọn rồi. Huyết Đồng ngẩng đầu nhìn qua, cười nói, Cửu Thiên tộc, nên diệt thôi. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên đạp mạnh chân phải. Ầm. Cánh cổng đá bỗng chốc sụp đổ. Mà lúc này... Vô số hơi thở mạnh mẽ thoáng chốc xuất hiện từ xung quanh, cùng lúc đó, một cô gái váy trắng xuất hiện trước mặt Huyết Đồng gần đó. Chính là cô gái váy trắng lúc nãy Diệp Huyên nhìn thấy. Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng, ta đã cho ngươi cơ hội. Huyết Đồng khinh thường, cho ta cơ hội. Đại tỷ à, ngươi là thứ gì chứ? Ngươi cũng xứng cho ta cơ hội sao? Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên lật tay phải. Thời không vị trí cô gái váy trắng lập tức sôi sục, cùng lúc đó, trên đầu cô gái váy trắng cũng xuất hiện một luồng sáng trắng. Thấy vậy, sắc mặt các cao thủ trong sân đều thay đổi, vô gian chi đạo.
cô gái váy trắng cũng biến sắc, vô gian chi đạo. Ngươi lại vượt qua vô gian, đạt đến vô gian chi đạo rồi. Huyết đồng cười hi hi, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Nói rồi, cô bé đè tay phải xuống dưới. Thân thể cô gái váy trắng lập tức trở nên hư ảo, sắp bị đánh vào vô gian, cô gái váy trắng kinh sợ trong lòng, nàng ta mở lòng bàn tay, một cái chuông nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, chuông vàng nhỏ lập tức biến thành một luồng sáng vàng bao phủ nàng ta, mà khi luồng sáng vàng bao phủ xuống thì cô gái váy trắng đã được bảo vệ. Huyết đồng liếm kẹo hồ lô, sau đó cười nói, thì ra là chuông thánh. Chúc mừng tỷ tỷ trở thành tộc trưởng cửu thiên tộc. Cô gái váy trắng nhìn huyết đồng chằm chằm, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Huyết đồng cười nói, đòi nợ. Nói xong, đột nhiên cô bé điểm tay, một luồng sáng đỏ máu thoáng chốc đã phóng đến chuông thánh kia. Chuông thánh lập tức vỡ nát, sau đó, huyết đồng khẽ đè tay phải xuống, một luồng sức mạnh kinh người thoáng chốc bao phủ cô gái váy trắng, sắp bị đánh vào vô gian, nhưng lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc xuất hiện trong sân. Huyết đồng không thanh không tiếng đã lùi ra xa nghìn trượng. Diệp Huyên nhìn hướng gần đó, sau lưng cô gái váy trắng không biết từ khi nào đã xuất hiện một ông lão. Nhìn thấy ông lão này, toàn bộ cao thủ cửu thiên tộc trong sân đều hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Tộc trưởng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên cũng nặng nề. Thì ra là chưa chết. Tiểu nha đầu huyết đồng này bị tính kế rồi à? Tộc trưởng cửu thiên tộc nhìn huyết đồng phía xa, ánh mắt có chút phức tạp, người thật sự đạt đến vô gian chi đạo. Huyết đồng cất kẹo hồ lô đi, sau đó nói, lão già ngươi lại chưa chết à? Vẻ mặt tộc trưởng cửu thiên tộc phức tạp, vốn muốn cho ngươi một con đường sống, nhưng không biết thế nào, ngươi vẫn tính xấu không đổi, nếu đã vậy thì ta chỉ có thể tự mình giải quyết ngươi thôi. Nói rồi, ông ta khẽ nâng tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, thoáng chốc. Sắc mặt các cao thủ cửu thiên tộc xung quanh đã thay đổi. Uy lực huyết mạch. Tộc trưởng cửu thiên tộc muốn trực tiếp dùng huyết mạch trấn áp huyết đồng. Ở phía xa, thân thể huyết đồng đột nhiên run rẩy, uy lực huyết mạch mạnh mẽ như muốn nghiền nát cô bé. Căn bản cô bé không thể phản kháng, bởi vì uy lực đến từ huyết mạch, trừ phi cô bé tự mình rút sạch máu huyết, mà đây rõ ràng là chuyện không thể. Mà lúc này, cô bé đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé nhìn Diệp Huyên, là bạn bè đúng không? Diệp Huyên đang định nói thì huyết đồng bỗng nói, mượn chút máu. Nói rồi cô bé khẽ vỗ tay phải vào người Diệp Huyên. Thoáng chốc, máu tươi trong miệng Diệp Huyên phun ra như suối, mà dưới sự kiểm soát của huyết đồng, máu huyết của Diệp Huyên lập tức sôi sục, chớp mắt, một luồng uy lực huyết mạch kinh khủng thoáng chốc đã quét sạch cửu thiên chi giới. Ôi trời! Thời không xung quanh đều bị vỡ vụn. Không những vậy, ngay cả thời không tầng 8 cũng bị mai một vỡ nát. Cùng lúc đó, máu huyết trong thân thể những cao thủ cửu thiên tộc xung quanh lập tức sôi sục. Tiếp đó, toàn bộ cao thủ cửu thiên tộc lập tức quỳ xuống, nằm sấp dưới đất, run rẩy lập cập. Huyết mạch thần phục. Đây là một loại huyết mạch thần phục một huyết mạch khác. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Huyết mạch của mình lại đáng sợ đến vậy sao? Như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hắn chợt u ám. Mẹ nó! Huyết mạch của hắn chắc chắn là bị cha trấn áp hoặc phong ấn rồi. Cái tên khốn nạn này! Uy áp từ huyết mạch. Khi uy lực huyết mạch của Diệp Huyên xuất hiện, ngay cả uy áp từ huyết mạch của tộc trưởng cửu thiên tộc cũng lập tức bị trấn áp. Ánh mắt tộc trưởng cửu thiên vô cùng khó tin, run giọng nói, ngươi! Đây là huyết mạch gì? Huyết đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng khẽ cười, lão bất tử này hỏi ngươi đây là huyết mạch gì kìa. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết tại sao huyết đồng này không giết mình, hơn nữa còn đưa bản thân hắn đến đây. Huyết mạch. Đối phương muốn lợi dụng huyết mạch chi lực của bản thân. Lúc này, huyết đồng cười nói, hình như ngươi không biết huyết mạch chi lực của mình kinh khủng thế nào. Diệp Huyên gật đầu. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên. Vậy ngươi phải cảm tạ ta rồi, vì ta có thể giải phong ấn một phần uy lực huyết mạch của ngươi. Nói rồi, cô bé quay đầu nhìn tộc trưởng cửu thiên cách đó không xa, nếu không có tổ huyết trong cơ thể ngươi, thì ta giết ngươi cũng đơn giản như bóp chết con kiến mà thôi. Vừa dứt lời, nàng ta bỗng vung tay phải.
Ầm. Không gian nơi tộc trưởng Cửu Thiên tộc lập tức rơi vào vô gian, mà ông ta vừa muốn ra tay thì Huyết Đồng lại đè tay phải xuống. Ầm ầm. Thân xác tộc trưởng Cửu Thiên tộc lập tức vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Thấy vậy, những cao thủ Cửu Thiên tộc trong sân đều thay đổi sắc mặt, bọn họ muốn ra tay nhưng lại bị uy lực huyết mạch của Diệp Huyên kiềm hãm, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Sở dĩ tộc trưởng Cửu Thiên tộc kia không có sức đánh trả, phần lớn nguyên nhân là vì huyết mạch chi lực này. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên trấn áp tổ huyết trong thân thể ông ta, không còn huyết mạch chi lực, thực lực ông ta không thể thi triển được hoàn toàn. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc chỉ còn lại linh hồn nhìn Huyết Đồng chằm chằm, nghịch tử, ngươi lại muốn giết cha sao? Huyết Đồng mút kẹo hồ lô, sau đó nói, ta lo ma chay cho ông trước. Nói rồi, cô bé đánh mạnh một quyền. Ầm. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc lập tức bị đánh thành hư vô. Trong sân, sắc mặt những cao thủ Cửu Thiên tộc thoáng chốc đã trắng nhợt. Tộc trưởng mất rồi. Lúc này, Huyết Đồng quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, cảm giác giết cha cũng không tệ, người cũng có thể thử xem. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu cha ta và cha ngươi có thực lực ngang nhau, có lẽ ta có thể thử. Huyết Đồng khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng chằm chằm, không nói gì. Huyết Đồng đột nhiên vung tay phải. Ầm. Cô gái váy trắng lập tức biến mất. Huyết Đồng cười nói, đi theo ta. Nói xong, cô bé đi về phía xa, mà xung quanh, không gian lập tức trở nên hư ảo từng chút một, những cao thủ Cửu Thiên tộc kia cũng bắt đầu biến mất dần. Dưới sức ép từ huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, những cao thủ Cửu Thiên tộc kia căn bản không hề có sức phản kháng. Đương nhiên, đây là vì thực lực bản thân Huyết Đồng đủ mạnh, có thể phát huy được sức mạnh huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, nếu tự bản thân Diệp Huyên sử dụng thì chắc chắn sẽ không kinh khủng đến vậy. Lúc này, Huyết Đồng bỗng nói, hình như ngươi không biết huyết mạch chi lực của bản thân mạnh như vậy, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Huyết Đồng liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi biết huyết mạch chi lực ngươi kinh khủng thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Huyết Đồng khẽ cười, cũng không nói gì. Diệp Huyên hỏi, kinh khủng thế nào? Huyết Đồng nhẹ giọng nói, vừa nãy ta khởi động huyết mạch của ngươi, uy lực này vẫn chưa được một phần uy lực thật sự huyết mạch của ngươi. Chưa đến một phần. Diệp Huyên khẽ giật mí mắt, chưa đến một phần mà đã trấn áp được huyết mạch của Cửu Thiên tộc rồi. Có phản bản thân hắn đã hơi đánh giá thấp thực lực cha rồi không? Huyết Đồng lại nói, cha ngươi rất lợi hại. Diệp Huyên trầm giọng nói, Huyết Đồng, lúc đó sở dĩ ngươi không giết ta, chính là vì huyết mạch chi lực này, đúng không? Huyết Đồng gật đầu, ngươi không phải người bình thường, giết ngươi rồi ta sẽ gặp họa lớn. Diệp Huyên gật đầu, vì vậy, ngươi lựa chọn làm bạn với ta. Huyết Đồng liếc nhìn Diệp Huyên, nếu không ngươi cho rằng ta thực sự ngốc đến mức 10 vạn miếng hồn tinh mà đổi lấy hai xiên hồ lô của ngươi. Diệp Huyên. Huyết Đồng đột nhiên dừng bước, lúc này cô bé và Diệp Huyên đã ở trước một đại điện, cô bé nhìn Diệp Huyên có biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Huyết Đồng nói, đây là kho tàng bảo vật của Cửu Thiên tộc, bên trong có rất nhiều thần vật. Nghe vậy, Diệp Huyên vội nói, chúng ta đi vào xem. Tuy nói là vậy, nhưng hắn cũng không đi vào, mà đang đợi Huyết Đồng đi vào. Thấy Diệp Huyên không đi vào trước. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, người rất thông minh. Nói rồi, cô bé đi vào trong đại điện, cô bé chỉ vừa bước một chân vào thì một luồng sáng trắng đột nhiên lao đến. Huyết Đồng vung tay áo. Ầm. Luồng sáng trắng kia lập tức tan vỡ. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, vừa nãy nếu ngươi lao vào, cho dù không chết thì thân xác cũng sẽ mất rồi. Nói xong, cô bé đi vào trong. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi vào theo. Vừa vào đại điện, Diệp Huyên đã ngây người. Trong cả đại điện chưa đầy các thần vật, những thần vật này vừa nhìn đã biết không phải loại tầm thường. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, thần vật ở đây, mỗi một thứ ít nhất cũng đáng giá trăm vạn hồn tinh. Mà ở đây, có ít nhất trên nghìn món, những thứ này đều là của cải của Cửu Thiên tộc, bây giờ đều cho ngươi cả. Diệp Huyên nhíu mày, đều cho ta. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn Huyết Đồng, tại sao? Huyết Đồng chớp mắt, chúng ta là bạn mà.
Diệp Huyên lắc đầu, ta tin ngươi mới lạ. Huyết Đồng cười, muốn hay không muốn? Diệp Huyên lập tức nói, đương nhiên muốn. Nói rồi, hắn lập tức thu lấy những thần vật đó. Thật ra, hắn cũng không quá động lòng. Bởi vì trong cơ thể hắn có thần vật siêu cấp, là kiếm Thanh Huyên. Đương nhiên, những thần vật này đối với hắn lúc này cũng có ích rất nhiều. Huyết Đồng tiếp tục đi vào trong, không lâu sau, cô bé đến trước một cổng đá, cánh đá khẽ rung chuyển, sau đó một phù chú vàng đột nhiên bay ra từ trong cánh cổng. Huyết Đồng đánh ra một quyền. Ầm. Cảnh cổng đá lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ nhìn cánh cổng đá, trong này chắc chắn có bảo vật. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong cổng đá thì lập tức ngây người. Bên trong cổng đá, không có bảo vật gì cả, bên trong chỉ có một người phụ nữ, tứ chi người phụ nữ bị xiềng xích gông cùm, không những vậy mà người phụ nữ đã không còn hơi thở nào. Lúc này, Huyết Đồng đến trước mặt người phụ nữ, cứ nhìn người phụ nữ như vậy, không nói gì. Diệp Huyên nhìn Huyết Đồng, sau đó chậm rãi lùi ra cổng đá. Không lâu sau, Huyết Đồng đi ra cổng đá, cô bé đến bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, người bên trong là mẹ ruột ta, lúc ta 6 tuổi thì bà ấy bắt đầu bị nhốt, cho đến lúc chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao? Huyết Đồng nói, mẹ ruột ta vốn không thích cha ta, bà ấy thích một người khác, tuy gả cho cha ta, nhưng trong lòng bà ấy không có cha ta. Diệp Huyên hỏi, cho nên, cha ngươi nhốt bà ấy. Huyết Đồng gật đầu, đúng vậy. Nói đến đây, cô bé nhìn Diệp Huyên, đàn ông chẳng phải thứ gì tốt cả, người nói đúng không? Diệp Huyên gật đầu, trừ ta ra. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên chớp mắt, người cảm thấy ta không tốt sao? Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, hỏi, người có mấy người phụ nữ? Diệp Huyên không nói chuyện. Huyết Đồng giơ hai ngón tay, có hơn hai người không? Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó nói, thật ra ta là một người đàn ông cực kỳ trung thủy, nhưng, bởi vì ta quá ưu tú, nên rất nhiều cô gái không kiềm lòng mà yêu ta, thật ra ta cũng rất phiền não, hầy. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cứ nhìn như vậy. Diệp Huyên bị nhìn có chút mất tự nhiên, Huyết Đồng, tiếp theo người tính thế nào? Huyết Đồng nói, ta muốn đến một nơi, người đi không? Diệp Huyên lập tức lắc đầu. Không không, ta còn có chuyện khác. Hắn không muốn đi cùng tiểu nha đầu này, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một nơi tu luyện thật tốt, tăng đến nhị thập đoạn, sau đó lại nghĩ cách giải phong ấn kiếm Thanh Huyên. Huyết Đồng bỗng nói, ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Diệp Huyên nhìn Huyết Đồng, có điều kiện không? Huyết Đồng gật đầu, cùng ta đến một nơi. Diệp Huyên có phần không hiểu, đi làm gì? Huyết Đồng nói, đi chơi. Diệp Huyên không nói gì. Huyết Đồng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, nếu ta chỉ điểm cho ngươi, không đến nửa năm ngươi có thể đạt đến nhị thập đoạn, 3 năm sau, ngươi có thể đạt đến vô gian cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, Huyết Đồng, vô gian cảnh và vô gian chi đạo không giống sao? Huyết Đồng gật đầu, một trời một vực. Diệp Huyên hỏi, khác biệt thế nào? Huyết Đồng ngẫm nghĩ, sau đó nói, vong linh là vô gian cảnh. Ta là vô gian chi đạo, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng. Phong linh đại đế là vô gian cảnh, Huyết Đồng là vô gian chi đạo, mà một ánh mắt của Huyết Đồng cũng có thể khiến vong linh đại đế sợ hãi run rẩy quỳ xuống. Huyết Đồng lại nói, không chỉ vậy, ta còn có thể giúp ngươi, khiến ngươi phát huy được toàn bộ huyết mạch của mình. Diệp Huyên cười khổ, Huyết Đồng cô nương, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn đến nơi nào không? Tại sao lại muốn đưa ta đi? Huyết Đồng chớp mắt, đi rồi ngươi sẽ biết. Diệp Huyên không nói gì. Huyết Đồng lại nói tiếp, đi hay không? Nếu không đi thì ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Huyên vẫn không nói gì. Huyết Đồng lại nói, nếu ngươi tu luyện như bình thường, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể đạt đến nhị thập đoạn. Không những vậy, không bao lâu thì ngươi lại cần có một lượng hồn tinh lớn. Mà ngươi đi với ta, không chỉ có thể được ta chỉ điểm. Mà còn có thể không cần lo nghĩ đến tài nguyên tu luyện. Nói rồi, cô bé nhìn Diệp Huyên, có người chỉ điểm và không có người chỉ điểm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hiểu không? Diệp Huyên đột nhiên nói, Huyết Đồng cô nương, sau này ta đi cùng ngươi. Huyết Đồng gật đầu, đi.
Nói xong, cô bé quay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì cô bé đã dừng lại, ngươi giúp ta một chuyện trước. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng hắn, nàng ta hẳn là muốn ngươi giúp nàng ta đối phó với ta. Diệp Huyên quay người, cách đó không xa không biết từ khi nào đã xuất hiện một ông lão. Ông lão quan sát Diệp Huyên, chính là huyết mạch của ngươi trấn áp huyết mạch cửu thiên tộc ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là. Ông lão nói, tổ tiên cửu thiên tộc. Diệp Huyên, huyết đồng đi đến bên cạnh Diệp Huyên, cô bé liếc nhìn ông lão sau đó nói, bản thể giáng lâm. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi đánh lại không? Huyết đồng ngẫm nghĩ, sau đó nói, cho dù ta đánh không được, nhưng cũng có thể chạy, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyên nhìn huyết đồng, vẻ mặt kinh sợ, ngươi không dẫn ta chạy. Huyết đồng chớp mắt, có thể dẫn ngươi chạy, nhưng ngươi phải cho ta chút lợi ích. Phải có chỗ tốt. Sắc mặt Diệp Huyên xa sầm đi khi nghe vậy, người phụ nữ này còn muốn gạt hắn. Ông lão kia bật cười, đừng sợ, nàng ta đang muốn ngươi giúp sức thôi. Diệp Huyên nhìn sang, nghe ông ta nói, cảnh giới của nàng ngang với ta, nhưng huyết mạch đã bị ta chế ngự. Nếu ngươi không giúp đỡ, nàng sẽ chịu thiệt. Diệp Huyên nhìn sang huyết đồng, thấy nàng chỉ chăm chú ăn kẹo, không nói lời nào. Ông lão, tiểu hữu có thể cho ta xem huyết mạch được không? Diệp Huyên gật đầu, vươn tay để một giọt máu đào bay tới. Khi nhìn thấy giọt máu, sắc mặt ông lão đanh lại. Huyết đồng liếc nhìn ông ta. Một hồi sau, ông lão nói, không biết tổ tiên của tiểu hữu là ai. Diệp Huyên cười, tiền bối chắc chắn không biết đâu. Ông lão gật đầu, liếc nhìn huyết đồng rồi nói, tiểu hữu phải đề phòng. Diệp Huyên, đề phòng huyết đồng cô nương. Ông lão, và những kẻ địch không biết khác ngoài nàng. Diệp Huyên cau mày, kẻ địch không biết, tiền bối, ta vừa đến nơi đây, chưa gây thù chuốc oán gì, sao lại có kẻ địch? Ông lão nhìn hắn, trong vũ trụ mênh mông này có một vài thế lực rất mạnh và bí ẩn, lại sở hữu phương pháp tu luyện khác hẳn bình thường. Chúng chủ tu huyết mạch, trong đó cướp đoạt huyết mạch là chuyện thường làm. Huyết mạch của tiểu hữu đặc biệt như vậy, chắc chắn chính là mục tiêu của chúng. Diệp Huyên xa sầm mặt, huyết mạch của ta đã kinh khủng như vậy mà chúng cũng dám tìm đến. Ông lão cười, bọn họ có biết tổ tiên của ngươi còn sống không? Diệp Huyên im lặng. Đúng là người ngoài không biết cha vẫn còn sống. Như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang hỏi huyết đồng, cô không giết ta là vì biết cha ta còn sống. Huyết đồng vừa toan mở miệng thì đã nghe ông lão cười nói, đương nhiên, bằng không nàng đã sớm thôn phệ huyết mạch của ngươi rồi, khi ấy thực lực của nàng sẽ tăng lên ít nhất 10 lần. Diệp Huyên thở dài, huyết đồng, vậy mà ta còn xem cô là bạn. Huyết đồng liếm kẹo, hai que kẹo đổi 100.000 viên hồn tinh, bạn bè tốt ghê. Diệp Huyên. Huyết đồng nhìn ông lão nơi xa, lão này đang chia rẽ chúng ta, trên thực tế lão cũng muốn chiếm đoạt huyết mạch của ngươi. Nhưng lão là kẻ thông minh, thứ nhất vì có ta ở đây, lão biết mình sẽ không thành công, thứ hai, vì lão cũng kiêng kỵ người đứng sau ngươi. Ta cảm nhận được dục vọng trong mắt lão. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, lão cũng muốn nuốt chửng lấy ngươi. Diệp Huyên cười, ta hiểu rồi, cả hai người đều muốn cướp lấy huyết mạch của ta. Ông lão cười, không. Ngươi lầm rồi. Lão liếc nhìn huyết đồng một cái rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn theo, không nói gì. Huyết đồng vươn lưỡi liếm kẹo, nói, việc ngươi có huyết mạch đặc biệt chẳng mấy chốc sẽ truyền đi khắp chư thiên vạn giới. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Huyết đồng nhìn hắn, ngươi nghĩ lão đến đây làm gì? Để trả thù cho cửu thiên tộc à? Không, mục đích của lão là ngươi. Diệp Huyên cau mày, cũng vì huyết mạch của ta. Huyết đồng gật đầu. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên hỏi, ta có thể cướp huyết mạch của người khác không? Huyết đồng nghe vậy thì khẽ cau mày, sau đó hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được? Khóe môi Diệp Huyên vểnh lên. Người khác có thể cướp của hắn, vậy hắn cũng có thể cướp ngược lại. Bàn về huyết mạch thì ai sợ ai? Huyết đồng bỗng nói, đi thôi. Rồi nàng cất bước đi. Diệp Huyên đuổi theo. Trên đường đi, hắn tò mò hỏi, huyết đồng cô nương, sao nhị thập đoạn chính là vô gian, sau đó nữa là vô gian chi đạo sao?
Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyên, Vô Gian và Vô Gian chi đạo chỉ kém một cấp bậc nhưng chênh lệch sức mạnh lại lớn như vậy. Huyết Đồng, khác một trời một vực. Diệp Huyên im lặng suốt một hồi, sau đó hỏi, vậy trên Vô Gian chi đạo là gì? Huyết Đồng trầm ngâm, nói thần linh. Diệp Huyên cau mày, thần linh. Huyết Đồng gật đầu, một sự tồn tại vượt qua thời không chi đạo, nhưng chỉ có trong truyền thuyết. Diệp Huyên gật gù, lại hỏi, Huyết Đồng cô nương, đây là vũ trụ gì? Huyết Đồng nhìn hắn, vũ trụ Vô Gian, văn minh cấp 7. Diệp Huyên, cô đã từng thấy văn minh cấp 8 chưa? Huyết Đồng, đã từng. Diệp Huyên ngẩn ra, hỏi lại đầy ngạc nhiên, từng thấy rồi ư? Huyết Đồng gật đầu, người cũng sẽ nhanh chóng thấy thôi. Diệp Huyên có phần khó hiểu, đang muốn hỏi rõ thì Huyết Đồng lại nói, im lặng chút cho ta nhờ. Diệp Huyên. Một hồi sau, nàng nói, có người đang bám theo. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, không phát hiện gì cả. Huyết Đồng vươn tay ra, ấn xuống. Ầm. Không gian ở cách đó mấy nghìn trượng bỗng vỡ nát, có một lão già cấp tốc lùi bước gần vạn trượng mới dừng lại. Huyết Đồng, Lăng tộc. Lão già thấp giọng nói, chúng ta không muốn đối đầu với các hạ. Huyết Đồng gật gù, ta biết, mục tiêu của các ngươi là tiểu tử này. Lão già chỉ nhìn nàng, không nói gì. Huyết Đồng quay sang Diệp Huyên, thấy chưa, tin tức về huyết mạch của ngươi đã lan truyền rồi. Diệp Huyên cười, bởi vì tổ tiên của cô muốn lợi dụng người khác để thăm dò ta, đúng vậy không? Huyết Đồng gật đầu, thông minh. Diệp Huyên đang định mở miệng thì lão già kia đã biến mất. Huyết Đồng, thực lực của Lăng tộc ngang ngửa với Cửu Thiên tộc, cũng sở hữu huyết mạch mạnh mẽ đặc thù. Nhưng bọn chúng không đáng ngại, thế lực ngươi phải thật sự đề phòng là già thần tộc cơ. Huyết mạch của bọn này mạnh cực kỳ, lại ưa thích đi cướp huyết mạch người khác. Nếu ta đoán không sai, chúng đã bắt đầu điều tra ngươi rồi. Diệp Huyên, vì sao cô lại không chiếm huyết mạch của ta? Huyết Đồng liếc hắn, thứ nhất, ta không dựa dẫm vào nó, thứ hai, ta phát hiện ra một vài bí mật khi đi vào tòa tháp của ngươi, những bí mật mà kẻ khác không biết. Hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng. Huyết Đồng, trước mắt đừng nghĩ nhiều. Ta có thể bảo vệ ngươi trong một khoảng thời gian. Đi thôi. Sau đó, nàng đưa Diệp Huyên đi đến một tinh vực đầy rẫy những kiến trúc rải rác trôi nổi khắp nơi. Diệp Huyên quan sát xung quanh, đây là nơi nào? Huyết Đồng chỉ vào một phế tích ở đằng xa, nơi từng là văn minh cấp 8. Diệp Huyên nhìn theo, chỉ mơ hồ thấy được một tòa đại điện rách nát, bốn phía có mấy chục cột đá cao đến cả vạn trượng. Tuy chiều cao ngất ngưởng là vậy nhưng so với tinh không vô tận thì vẫn quá nhỏ bé. Huyết Đồng, nhìn thấy đại điện kia không? Cho đến nay không ai có thể đến gần nó. Diệp Huyên, đừng nói cô muốn ta sang đó chứ. Huyết Đồng gật đầu. Diệp Huyên đen mặt, cô dựa vào đâu mà cho rằng ta vào được? Huyết Đồng nghĩ nghĩ, thì thử thôi. Diệp Huyên. Huyết Đồng, đi đi. Sau đó nàng nhấc chân đi về trước. Diệp Huyên liếc nhìn một cái rồi đi theo. Khi còn cách đại điện chừng nghìn trượng, bỗng có một cái bóng bước ra từ bên trong. Tay nó cầm một thanh kiếm, đang chậm rãi đi về phía hai người họ. Cái bóng, dừng lại. Huyết Đồng nhìn nó rồi đánh mắt sang Diệp Huyên, người nói chuyện với nó đi. Diệp Huyên đen mặt, sao lại là ta? Huyết Đồng, ta không nói được. Khóe miệng Diệp Huyên cứng ngắc, cô nghĩ ta nói được chắc. Huyết Đồng liếm kẹo, thì ngươi cứ thử trước xem. Diệp Huyên, cô đánh lại nó không? Huyết Đồng lắc đầu, không. Cái bóng kia lại mở miệng, rời khỏi đây. Huyết Đồng nhìn Diệp Huyên nhìn cái bóng. Đúng lúc này, nó bất thình lình rút kiếm. Ầm. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, Huyết Đồng đã bị chém bay đi vạn trượng. Chém Huyết Đồng rồi. Cái bóng quay sang quan sát Diệp Huyên một hồi, nói, mời. Nó nghiêng người, vươn tay làm dấu mời. Diệp Huyên im lặng. Chẳng lẽ hắn thật sự là con cưng của trời trong truyền thuyết? Đã vậy thì nghĩa là về sau hắn có thể đánh lại cha đúng không? Cái bóng lại nói, mời. Diệp Huyên liếc nhìn nó rồi nhấc chân đi về phía đại điện. Ngoài xa, Huyết Đồng lau vết máu bên khóe miệng, tiếp tục ăn kẹo. Không biết đang nghĩ gì.
Lúc này, tổ tiên cửu thiên tộc bỗng xuất hiện cách đó không xa, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên với ba cái đuôi sau lưng tộc trưởng Na thần tộc, Na Già Kình. Huyết đồng lẳng lặng liếc nhìn Na Già Kình. Ông ta cười, thì ra huyết đồng cô nương không cướp lấy huyết mạch của tiểu tử kia là để hắn bước vào thần linh điện. Huyết đồng lại im lặng liếm kẹo. Na Già Kình nhìn đại điện kia một hồi rồi lại nhìn cái bóng trấn giữ nơi đó, thì thầm cô nương giải thích vì sao hắn có thể vào đó được không? Đây cũng là điều tộc trưởng cửu thiên tộc tò mò nhất, vì vậy cũng nhìn huyết đồng. Huyết đồng im lặng một hồi mới nói, nếu cướp được huyết mạch của hắn, sức mạnh của các ngươi sẽ tăng lên ít nhất 10 lần, thậm chí có thể đột phá vô gian chi đạo trong chớp mắt, đạt đến thần linh cảnh. Na Già Kình cười nói với huyết đồng, người này thật sự không đơn giản, nếu chúng ta động vào hắn, e rằng sẽ gây ra đại họa. Huyết đồng, vậy các ngươi chịu dừng tay sao? Na Già Kình im lặng một hồi, nói, hắn có ai chống lưng không? Huyết đồng lắc đầu, không. Na Già Kình nhìn nàng, chắc chứ? Huyết đồng liếc lại, muốn động vào hắn hay không thì tùy ngươi. Na Già Kình im lặng một hồi, đoạn cười, để ta đoán xem vì sao huyết đồng cô nương lại không ra tay, hẳn là vì đã phát hiện điều gì đó, bằng không thiếu niên kia đã chẳng sống được đến lúc này. Ông ta nhìn thần linh điện, thiếu niên kia có thể bước vào thần linh điện, chứng tỏ thân phận của hắn không bình thường. Như huyết đồng cô nương nói, cướp huyết mạch của hắn, ta có thể đạt đến thần linh cảnh, nhưng cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ông ta mỉm cười, loại con ông cháu cha này, không dây vào thì hơn. Bởi sau lưng hắn lúc nào cũng có một, hoặc thậm chí một đám người lớn khác, không trêu vào được. Huyết đồng chỉ im lặng nhìn Na Già Kình. Tộc trưởng cửu thiên tộc khẽ mỉm cười, Kình tộc trưởng vẫn cẩn thận lo xa như vậy. Na Già Kình cong môi, tài sản lẫn tính mạng của mấy chục nghìn tộc nhân đều đặt trên vai ta, không thể không suy xét kỹ càng. Ông ta nhìn về phía thần linh điện. Thiếu niên này có thể được thần linh điện mời vào, tất nhiên không đơn giản. Tộc trưởng cửu thiên tộc im lặng. Sở dĩ ông ta báo cho Na Già Kình trước là muốn để Na thần tộc đi thăm dò Diệp Huyên, tiếc rằng đối phương lại không cắn câu. Tiếc thật. Tộc trưởng cửu thiên tộc thở dài trong lòng. Na Già Kình liếc xéo sang, âm thầm cười lạnh. Huyết đồng vẫn chăm chú liếm kẹo, không lên tiếng. Không ai biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa, Diệp Huyên đi đến trước tòa đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được ba con chữ lớn khắc trên đó, thần linh điện. Thần linh điện. Hắn cau mày. Bỗng có một giọng nói vọng ra từ bên trong, vào đi. Diệp Huyên tần ngần một hồi rồi bước vào, thấy một cô gái ngồi xếp bằng trong điện. Nàng ta mặc váy trắng, tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Đẹp quá. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Huyên. Trước mặt cô gái bày một bàn cờ. Nàng ta nói, đạo hữu, mời ngồi. Đạo hữu. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, người này gọi mình là đạo hữu. Thôi kệ. Đạo hữu thì đạo hữu. Diệp Huyên ngồi xuống, nghe nàng ta nói, mời. Hiển nhiên là muốn hắn đánh cờ. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đặt một quân xuống. Cô gái theo sát, mệnh cách đạo hữu có cửu đoạn, quả thực hiếm thấy. Diệp Huyên cau mày, mệnh cách, cửu đoạn, cô gái cười, người không biết sao. Diệp Huyên lắc đầu, cô gái mỉm cười, sau thần linh cảnh chính là mệnh cách cảnh, đồng nghĩa với tu mệnh. Nó chia làm 10 đoạn, con số càng cao thì mệnh cách càng vững, thực lực càng mạnh. Diệp Huyên, ta chỉ mới đến thập ngũ đoạn, căn bản chưa đến mệnh cách cảnh. Cô gái. Mệnh cách chia làm hai loại, thứ nhất là tu luyện mà thành, thứ hai là trời sinh. Có người sinh ra đã có mệnh cách vững chắc, người hẳn là loại này. Diệp Huyên, có ích lợi gì? Cô gái đặt một quân cờ xuống, vì sao ngươi có thể sống đến hôm nay? Chính là vì mệnh cách vững. Diệp Huyên im lặng. Cô gái bỗng nói, mạo phạm một chút. Nàng ta khẽ đảo những ngón tay, dòng máu chảy trong người Diệp Huyên lập tức sôi trào. Huyết mạch chi lực được kích hoạt. Sắc mặt cô gái đanh lại khi nhìn thấy, một hồi sau thì thu tay về, nói, huyết mạch thế này, ta chưa từng thấy. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, chẳng trách sao mệnh cách ngươi lại dai đến vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn biết đó là nhờ có cha và Thanh Nhi.
chẳng lẽ mình là con ông cháu cha thật? Cô gái lại nói, người phải cẩn thận. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao lại nói vậy? Cô gái, thứ nhất, huyết mạch của ngươi cực kỳ đặc biệt, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho những cường giả nào cướp được, thậm chí đủ để thay đổi mệnh cách của họ. Thứ hai, mệnh cách của ngươi là tiên thiên, nói cách khác nó có thể bị cướp lấy, chuyển rời sang cho người khác. Diệp Huyên cau mày, mệnh cách còn có thể bị chuyển đi à? Cô gái gật đầu, được chứ? Diệp Huyên, theo lời tiền bối thì mệnh cách cửu đoạn của ta phải vững lắm chứ, làm sao có thể bị cướp đi? Cô gái, mệnh ngươi dai, nhưng ngươi thì yếu. Diệp Huyên. Cô gái, và lại có những người khác với mệnh cách còn vững hơn ngươi. Tất cả đều là cửu đoạn, nhưng cũng phân chia mạnh yếu, ngoài ra thì cường giả mệnh cách cửu đoạn cũng không ít, mà trên cửu đoạn lại có thập đoạn. Diệp Huyên im lặng. Thì ra cả người mình đều là bảo bối. Cô gái, nhưng huyết mạch ngươi đặc biệt, mệnh cách lại vững, người thường căn bản không dám chọc vào. Nhưng ai dám chọc, không phải siêu cường giả thì đều là siêu thế lực. Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, tiểu chủ, ta thấy mệnh cách của người không chỉ có cửu đoạn đâu ấy. Diệp Huyên cười thầm, vì sao? Tiểu Tháp, mệnh cách của người gắn liền với thiên mệnh tỷ tỷ, sao lại chỉ mới 9 thôi được? Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, mệnh cách của ta đảm bảo cũng hơn 9 luôn. Mệnh ta gắn với tiểu chủ, cũng chẳng khác gì gắn với thiên mệnh tỷ tỷ, nên ta cũng vô địch. Diệp Huyên. Tiểu Tháp, tiểu chủ ơi, ta muốn đổi tên. Diệp Huyên cau mày, đổi tên. Tên gì? Tiểu Tháp, Tháp Thiên Mệnh. Diệp Huyên há hốc mồm. Tháp Thiên Mệnh. Cái tòa tháp này chắc cú đang chuẩn bị ôm đùi Thanh Nhi rồi. Tiểu Tháp phấn khích reo lên, đúng vậy, về sau tên ta chính là Tháp Thiên Mệnh. Diệp Huyên. Cô gái ngồi đối diện hắn bỗng nói, công tử, ta còn một chuyện muốn nói. Diệp Huyên nhìn nàng ta, chuyện gì? Cô gái vươn tay, để một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, đây là nhẫn thần, tín vật của tông chủ thần tông, thấy nó như thấy tông chủ. Nàng ta đặt nhẫn xuống trước mặt Diệp Huyên, giúp ta mang nó đến thần tông. Diệp Huyên im lặng. Cô gái mỉm cười, dĩ nhiên sẽ không nhờ ngươi hỗ trợ xuông, mà sẽ có lợi ích cho ngươi. Diệp Huyên hỏi theo bản năng, đó là gì? Cô gái cười, có còn nhớ người cầm kiếm ngươi nhìn thấy trước khi vào đây không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái, nó là kiếm nô của ta, thực lực đạt đến thần linh cảnh. Nếu ngươi bằng lòng giúp ta việc này, về sau nó sẽ nghe ngươi điều khiển. Ngoài ra trong chiếc nhẫn này còn có 3 kiếm nô khác, cảnh giới cũng tương tự. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi một phần truyền thừa, để ngươi có thể dễ dàng đạt đến vô gian chi đạo. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, có một điều ta không hiểu. Vì sao người không tự tay đưa nó về thần tông mà phải nhờ đến ta? Cô gái cười, vì ta đã chết rồi. Nếu ta rời đi, nơi này sẽ biến mất. Diệp Huyên do dự một hồi rồi hỏi, theo ta được biết thì tiền bối đến từ văn minh cấp 8. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, vì sao tiền bối lại chết? Cô gái không đáp. Diệp Huyên vẫn nhìn nàng ta. Rất nhiều khi, lợi ích lớn sẽ đi kèm với nguy hiểm lớn. Cô gái cười, ta không nói được chứ. Diệp Huyên gật đầu, được, nhưng ta cũng không giúp tiền bối nữa. Dù sao thực lực của ta còn yếu, nếu giúp thì lại quá không biết lượng sức mình. Cô gái im lặng một hồi mới nói, ta bị giết. Bị giết? Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, miệng, mạnh như cô còn bị giết mà còn định nhờ vả ta. Tuyệt đối không làm. Cô gái tiếp lời, người không phải lo, người kia đã chết rồi. Diệp Huyên chớp mắt, mạng đổi mạng à. Cô gái gật đầu, phải, nên người có thể yên tâm. Diệp Huyên không nói gì. Cô gái, người đang muốn trở nên mạnh hơn đúng không? Thấy hắn gật đầu, nàng ta cười, chỉ là đưa một chiếc nhẫn mà thôi, người không chủ động gây họa thì sẽ không có gì xảy ra cả. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên đứng dậy, cười nói, được. Cô gái chỉ vào chiếc nhẫn, đeo nó vào, bên trong có hướng dẫn đường đi đến thần tông. Còn có một phần truyền thừa, cũng như 100 tỷ viên hồn tinh tùy ngươi sử dụng. Diệp Huyên, tiền bối sẽ không gạt ta đấy chứ? Cô gái cười, sao lại không? Diệp Huyên cười ha hả, cảm ơn tiền bối thành thật.
sau đó hắn rời đi. Diệp Huyên biến mất rồi, cô gái nhắm mắt lại, thân hình dần mờ đi. Hồi lâu sau, một giọng nói thì thầm rất nhỏ vang lên, bụi về bụi, đất về đất. Diệp Huyên vừa rời đi không lâu, thần linh điện sau lưng hắn đã hóa thành cát bụi. Hắn cũng biết cô gái kia không còn nữa. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn trong tay, bên trong có 4 kiếm nô và mấy trăm tỷ viên hồn tinh, có thể nói hắn không thiếu tài nguyên tu luyện nữa rồi. Quan trọng nhất là còn có một phần truyền thừa. Lúc này, Huyết Đồng và hai người kia xuất hiện. Huyết Đồng hỏi, ra rồi à? Diệp Huyên cười, đúng vậy. Na Già Kình lên tiếng, Diệp công tử, tại hạ là tộc trưởng Na thần tộc, Na Già Kình. Diệp Huyên cười hỏi, không biết tiền bối đến để cướp huyết mạch của ta hay gì? Na Già Kình bật cười, Diệp công tử thật biết nói đùa. Diệp Huyên chớp mắt, ông không cướp thật à? Na Già Kình lắc đầu, Diệp công tử chớ giỡn. Diệp Huyên cười cười, quay sang Huyết Đồng, ta phải đi. Nàng tiếp tục im lặng liếm kẹo. Diệp Huyên, cô muốn cướp huyết mạch của ta thì đây là cơ hội cuối cùng. Huyết Đồng liếc hắn một cái, vẫn lặng im. Diệp Huyên cười, cuối cùng đấy. Huyết Đồng không nói một lời. Diệp Huyên cười ha hả, xoay người rời đi. Vào khoảnh khắc hắn biến mất, nụ cười trên môi tộc trưởng Cửu Thiên tộc và Na Già Kình đồng loạt biến mất. Na Già Kình lắc đầu cười, không trêu vào được. Rồi xoay người rời đi. Ông ta chính thức từ bỏ. Huyết Đồng cũng đi luôn. Nhưng tộc trưởng Cửu Thiên tộc bỗng mỉm cười gọi lại, hai vị đợi đã. Na Già Kình và Huyết Đồng quay lại, thấy tộc trưởng Cửu Thiên tộc nhìn về phía Diệp Huyên biến mất, nói, Diệp công tử, xin dừng bước. Diệp Huyên quay lại, được. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc, ta biết người đứng sau Diệp công tử không đơn giản, nhưng huyết mạch của ngươi thật sự quá đặc biệt, lại còn lấy được đồ vật từ thần linh điện. Vì vậy, ta và một vài người bạn muốn đánh cược một lần. Tất cả mau ra đây gặp Diệp công tử. Lời vừa dứt, hàng loạt khí tức khủng bố đã xuất hiện. Theo sự xuất hiện của những khí tức đáng sợ ấy, 16 siêu cường giả hiện ra. Trong đó có 3 người đã đạt đến vô gian chi đạo, còn lại đều là cường giả vô gian. Na Già Kình nhìn ông lão đi đầu, đôi mày cau lại, cổ tộc. Cổ tộc. Một siêu thế lực hoàn toàn không thua kém gì Na thần tộc. Huyết Đồng liếc mắt nhìn tộc trưởng Cửu Thiên tộc, miệng vẫn ăn kẹo. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc lại cười nói với Diệp Huyên. Huyết mạch của Diệp công tử có sức cám dỗ quá lớn. Lão phu sống ngần ấy năm là đủ rồi, nếu không thể đột phá đến thần linh cảnh thì tiếp tục thế này cũng không có ý nghĩa, nên ta muốn đánh cược một phen. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc bật cười sang sảng, quay sang Na Già Kình, Kình tộc trưởng, huyết mạch Na thần tộc của ông đã đến bình cảnh, muốn đột phá chẳng khác gì lên trời. Nhân loại này chính là một cơ hội. Nếu chiếm đoạt được huyết mạch của hắn thì Na thần tộc sẽ bước lên một tầm cao mới, sáng tạo huy hoàng. Na Già Kình liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, không không. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc à, Na Già Kình ta không ôm mộng lớn, chỉ muốn cùng tộc nhân sống khỏe mạnh mà thôi. Mời ông. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc mỉm cười, ta cũng không ép. Rồi hỏi Huyết Đồng, cô thì sao? Huyết Đồng không đáp. Tộc trưởng Cửu Thiên tộc còn muốn nói tiếp thì tộc trưởng cổ tộc đã cười xen vào, đừng nói nữa. Hai tên này cũng muốn có được huyết mạch của hắn và những thứ trong thần linh điện, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, chúng ta cần gì phải hợp tác. Lão liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi và cổ tộc vốn không có ân oán, chỉ trách huyết mạch của ngươi quá hấp dẫn. Đắc tội, sau đó là biến mất tại chỗ, những cường giả khác cũng lao tới. Diệp Huyên chỉ bất động. Khi tộc trưởng cổ tộc xuất hiện trước mặt hắn, có một tia kiếm quang lóe lên. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, tộc trưởng cổ tộc đã bị chém bay tít đi mấy vạn trượng. Khi dừng lại, thân xác lão đã vỡ thành từng mảnh. Trong số các cường giả cổ tộc tấn công Diệp Huyên, tất cả đều bị chém chết trong nháy mắt, chỉ trừ hai tên vô gian. Những người khác sửng sốt. Na Già Kình không khỏi nhìn tên kiếm nô chắn trước mặt Diệp Huyên. Trong mắt lóe lên một tia kiêng dè và sợ hãi. Ông ta không ngờ kẻ trấn giữ thần linh điện lại đi theo hắn. Hắn đã làm cách nào? Huyết Đồng liếc Diệp Huyên một cái, không lên tiếng. Mà sắc mặt tộc trưởng Cửu Thiên tộc đã khó coi vô cùng.
vì sao người trấn giữ thần linh điện lại đi theo Diệp Huyên? Nơi xa, tộc trưởng cổ tộc nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin tràn ngập, ngươi. Vì sao người trấn giữ thần linh điện lại đi theo ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, nói, bị nhân cách của ta mê hoặc đấy. Đối phương phẫn nộ, ăn nói hàm hồ, ngươi. Kiếm nô bỗng biến mất. Xoẹt. Tộc trưởng cổ tộc chưa kịp phản ứng thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên trán. Khoảng cách giữa vô gian chi đạo và bán bộ thần linh cảnh tuy không lớn như với thần linh cảnh, nhưng vẫn là một trời một vực. Hai cường giả vô gian chi đạo còn lại của cổ tộc thấy vậy thì xoay người chạy trốn, nhưng vừa nhấc chân đã bị hai tia kiếm quang chém vào người. Ầm ầm. Bọn chúng lập tức bỏ mạng. Ngay cả khả năng chống trả cũng không có. Diệp Huyên không khỏi nhìn sang huyết đồng. Trước đó nàng cũng đỡ một kiếm của kiếm nô, không những không chết mà thân xác cũng không vỡ, trong khi đó tộc trưởng cổ tộc lại bị chém nát vụn, chết trong nháy mắt. Xem ra huyết đồng tuy cũng đạt đến vô gian chi đạo nhưng thực lực cao cường hơn rất nhiều. Không. Nàng đang giấu sức mạnh. Diệp Huyên lại nhìn huyết đồng, được nàng tặng lại một nụ cười tươi rói. Tộc trưởng cựu thiên tộc đứng một bên bỗng lên tiếng, tiểu hữu, ta. Ta bằng lòng theo cậu, dốc sức vì cậu. Diệp Huyên cười, người mà cũng xứng, hắn dứt lời, kiếm nổ biến mất. Phập. Một thanh kiếm chui vào giữa trán đối phương. Đúng lúc kiếm nổ muốn hoàn toàn hủy diệt tộc trưởng cửu thiên tộc, huyết đồng bỗng nói, người có thể cướp lấy huyết mạch của lão. Diệp Huyên do dự rồi xuất hiện trước mặt tộc trưởng cửu thiên tộc, trưởng lên vai ông ta. Ầm. Thân xác tộc trưởng cửu thiên tộc vỡ vụn, máu phun thành vòi. Diệp Huyên vươn tay để máu bắn lên, chúng nhanh chóng bị hắn hấp thu. Một hồi sau, hắn cau mày nói với huyết đồng, không thấy gì cả. Huyết đồng chỉ lẳng lặng liếc hắn. Diệp Huyên không hiểu gì hết, đang muốn hỏi tiếp thì nghe Na Già Kình cười nói, Diệp công tử, sở dĩ không có phản ứng gì là vì huyết mạch của ông ta quá kém. À không, là huyết mạch của cậu quá mạnh, huyết mạch của ông ta không có ảnh hưởng gì mới đúng. Quá mạnh. Diệp Huyên cười trừ, hai vị, ta phải cáo từ rồi. Huyết đồng hỏi, ngươi lấy được gì? Na Già Kình cũng tò mò muốn biết Diệp Huyên đã tìm được kỳ ngộ gì từ thần linh điện. Diệp Huyên chớp mắt, không nói cho cô. Sau đó hắn rời đi. Huyết đồng, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên quay lại, cùng ta. Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyên im lặng rồi nói, được. Hắn vẫn quyết định mang nàng theo, bởi vì hiện giờ hắn cần huyết đồng giúp đỡ. Hắn tuy có truyền thừa của thần tông nhưng cảnh giới vẫn quá thấp. Nếu có người chỉ điểm thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Na Già Kình nói, Diệp công tử, ngày sau có rỗi rãi, xin hãy đến Na thần tộc làm khách. Diệp Huyên cười, được thôi. Na Già Kình ôm quyền, sau này gặp lại. Diệp Huyên gật đầu rồi cùng huyết đồng biến mất. Thấy họ đi rồi, Na Già Kình mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng từng có ý định giết Diệp Huyên, nhưng thấy hắn bình tĩnh như vậy. Bao nhiêu toàn tính cũng hóa thành hư vô. Đứng trước ngần ấy cường giả mà vẫn bình chân như vậy nghĩa là sao? Là hắn không sợ. Phỏng đoán của ông ta đã chính xác. Khóe môi Na Già Kình nhếch lên, cổ tộc, cửu thiên tộc. Vũ trụ thần linh này đã là của Na thần tộc ta rồi. Sau đó ông ta rời đi. Từ góc độ nào đó mà nói, Na thần tộc mới là người chiến thắng lớn nhất. Chấm chấm chấm. Trong vũ trụ, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, huyết đồng theo sát kế bên. Khoảng nửa giờ sau đó, hắn liếc nhìn bốn phía, thấy nơi đây là một tinh vực tĩnh lặng vô cùng, rất hợp để tu luyện. Hắn bèn xếp bằng ngồi xuống, nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trên tay. Một khắc sau, một tia sáng trắng nhập vào giữa trán hắn. Ầm. Chỉ trong phút chốc, vô số thông tin ùa vào đầu. Truyền thừa. Từ thần tông. Huyết đồng đứng bên cạnh liếc nhìn hắn rồi xoay người đi nhìn về tận cùng vũ trụ, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, một luồng khí tức mạnh mẽ ùa ra từ người Diệp Huyên, không gian bốn phía theo đó mà rung động. Huyết đồng nhìn lại, thấy Diệp Huyên bỗng lấy ra hàng loạt hồn tinh, điên cuồng hấp thu chúng. Cứ như vậy, tầm 10 ngày sau, khí tức của hắn bất ngờ tăng vọt. Ầm. Không gian bốn phía chấn động. Diệp Huyên đã đạt đến thập lục đoạn.
hắn đang muốn tiếp tục đột phá thì nghe huyết đồng nói, ngươi thăng cấp như vậy, cảnh giới sẽ không vững, để lại vô số họa ngầm. Diệp Huyên nhìn nàng, vậy ta phải làm thế nào? Huyết đồng, cảnh giới vững hay không còn phải xem cách ngươi sử dụng thời không chi đạo. Ngươi đã đạt đến thập lục đoạn, nhưng thành tựu với thời không chi đạo còn thấp, ngươi phải làm quen với các tầng thời không và nắm giữ chúng. Diệp Huyên, xin huyết đồng cô nương chỉ giáo. Huyết đồng gật đầu rồi khẽ phất tay, cả hai nhanh chóng tiến vào thời không tầng 7. Huyết đồng, người đã có thể dung hợp hoàn mỹ với thời không tầng 6 nên không phải làm quen với thời không từ tầng đó trở xuống nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tầng 7, người cảm nhận áp lực thời không xem. Diệp Huyên nhìn khắp nơi với gương mặt nghiêm trọng. Căn bản không dám nhúc nhích. Nếu không có huyết đồng ở đây, hắn đã tan xương nát thịt từ lúc đặt chân vào đây rồi. Áp lực của thời không tầng thứ 7 này mạnh hơn tầng 6 ít nhất là 100 lần. Huyết đồng nhìn hắn, đơn giản thôi, người dung hợp với thời không tầng thứ 7 rồi trồng thời không từ tầng 1 đến 7 lên nhau, lại dung hợp rồi áp dụng vào kiếm kỹ. Khi ấy, uy lực của kiếm kỹ tăng lên 100 lần là ít. Diệp Huyên cao mày, trồng thời không từ tầng 1 đến tầng 7 lại. Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyên, ta chỉ mới làm được từ tầng 1 đến tầng 5. Huyết đồng, nếu ngươi không trồng được nhiều tầng thời không lên nhau thì có đến tầng nhị thập đoạn cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Diệp Huyên hỏi, tộc trưởng cổ tộc và cô đều đến vô gian chi đạo, nhưng chênh lệch giữa hai người lại rất lớn, chính là vì lý do này sao? Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Hắn có thể dung hợp thời không tầng 6 là nhờ có kiếm Thanh Huyên, nhưng bây giờ lại không có nó trong tay. Diệp Huyên bỗng biến sắc. Hắn nhận ra mình đã lệ thuộc vào kiếm Thanh Huyên nhiều đến vậy, đến nỗi không có thì không biết phải làm sao. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng hắn. Hắn đã hiểu vì sao cha lại phong ấn kiếm Thanh Huyên rồi. Bằng không thì cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nó. Mọi sức mạnh đều thuộc về kiếm, không phải là của Diệp Huyên hắn. Diệp Huyên rét run. May mà cha đã phong ấn kiếm Thanh Huyên lại. Bằng không về sau hắn phải làm nô lệ cho nó rồi. Kiếm mạnh đạo yếu không phải chuyện tốt. Huyết đồng nói, trước tiên ngươi cứ thử dung hợp với thời không tầng thứ 7 rồi nắm giữ nó đi. Cảnh giới cũng chỉ là một loại ràng buộc thôi, không quá quan trọng. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận thời không tầng thứ 7 này. Không có kiếm Thanh Huyên, hắn không thể tu luyện bình thường tiếp sao? Hắn không tin. Khi suy nghĩ này xuất hiện, kiếm ý mạnh mẽ bỗng xuất hiện trên người Diệp Huyên. Từ khi dùng kiếm Thanh Huyên, kiếm đạo của hắn đã rất lâu rồi không tiến bộ. Diệp Huyên không phát hiện kiếm Thanh Huyên trong đầu hắn cũng khẽ run. Hắn không biết rằng sở dĩ kiếm Thanh Huyên mạnh, không phải vì hấp thu linh hồn, mà nhờ vào hấp thu kiếm ý của hắn. Kiếm mạnh vì người. Kiếm mạnh vì người. Mà trước đây, Diệp Huyên hắn vẫn luôn ỷ lại kiếm Thanh Huyên, không có kiếm Thanh Huyên, thực lực của hắn giảm đi ít nhất 8 phần. Đây là lý do vì sao người đàn ông áo xanh phong ấn kiếm Thanh Huyên. Khi hiểu ra điều này, kiếm ý trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh, kiếm ý mạnh mẽ khiến tinh không tĩnh lặng xung quanh sôi trào. Thấy cảnh này, huyết đồng hơi cau mày. Hình như người này giác ngộ rồi. Giác ngộ. Con người rất ít khi giác ngộ. Nhưng một khi giác ngộ sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc này, kiếm ý của Diệp Huyên tiến vào thời không tầng 7, mà thời không nơi đây cũng không thể nghiền nát kiếm ý của hắn. Ngược lại, dưới sự khống chế của hắn, kiếm ý còn hợp làm một với thời không tầng 7. Thấy cảnh này, huyết đồng cau mày. Có chuyện gì thế này? Thời không tầng 7 không bài xích kiếm ý ư? Nghĩ vậy, nàng mở lòng bàn tay, sau đó siết chặt lại. Một quyền ý lập tức tiến vào thời không tầng 7, nhưng quyền ý này vừa đi vào trong đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, huyết đồng không khỏi nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt tò mò. Nhưng lúc này, nàng cũng không làm phiền Diệp Huyên, vì bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng với Diệp Huyên. Cứ thế khoảng 3 ngày trôi qua, kiếm ý của Diệp Huyên đã hoàn toàn dung hợp với thời không tầng 7, mà bây giờ, hắn bắt đầu thử mượn kiếm ý để dung hợp với nó. Nhưng hắn phát hiện rất khó. Có điều cũng may là hắn còn có kiếm vực. Khi hắn thi triển kiếm vực,
trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, vì hắn phát hiện hắn có thể mượn kiếm vực, sau đó dung hợp với thời không tầng 7. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của huyết đồng, Diệp Huyên bắt đầu từ từ điều khiển thời không tầng 7. Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Hôm nay, Diệp Huyên đứng trong tinh không, hắn cầm một thanh kiếm trong tay, không phải kiếm Thanh Huyên, mà chỉ là một thanh kiếm vô cùng bình thường. Đứng im một lát, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống. Vụt! Không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bị chém rách, cả thời không tầng 7 cũng rách ra. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tiến về phía trước một bước, kiếm vực xuất hiện, một khắc sau, thời không tầng 7 lập tức bị vô số kiếm quang chém vỡ. Phương Thốn kiếm vực. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất, không gian ở cách đó nghìn trượng đột nhiên bị một tia kiếm quang chém vỡ. Gấp không gian. Không gian của thời không tầng thứ 7 bị gấp lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhếch môi, bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể gấp lại thời không tầng 7 rồi. Lúc này, huyết đồng lên tiếng, gấp không gian. Diệp Huyên nhìn nàng, gật đầu, đúng thế. Huyết đồng gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao? Huyết đồng nói, ngươi chỉ mới gấp đôi thời không thôi, vậy ngươi có biết sau đó còn có thể gấp đôi một lần nữa không? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, gấp đôi thời không rồi lại gấp đôi một lần nữa. Huyết đồng gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, làm thế được sao? Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, ngươi đoán xem. Diệp Huyên im lặng, thời không gấp đôi sau đó lại gấp đôi lần nữa. Huyết đồng lại nói, ngươi có biết vì sao kiếm của người trấn giữ thần linh điện lúc trước lại nhanh như thế không? Diệp Huyên nói, vì gấp thời không. Huyết đồng gật đầu, đối phương ít nhất đã gấp thời không tầng 8 4 lần, vì thế nên kiếm của bọn họ mới có thể giết chết một cường giả vô gian chi đạo trong nháy mắt. Vì tốc độ sau khi gấp thời không 4 lần là thứ cường giả vô gian chi đạo hoàn toàn không thể chống lại được. Diệp Huyên trầm giọng nói, thời không có thể gấp lại bao nhiêu lần. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, theo lý thuyết thì là vô số lần. Nhưng sau khi gấp một lần, độ khó sẽ tăng lên gấp 10. Chẳng những thế càng về sau sẽ càng khó khăn. Nói đến đây, nàng liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, thời không chi đạo vô cùng ảo diệu, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên gật đầu, đã được mở mang kiến thức. Huyết đồng nói, nếu ngươi có thể gấp thời không 2 lần, với thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết một cường giả nhị thập đoạn là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí là giết chết cường giả vô gian cảnh. Diệp Huyên hỏi, nếu có thể gấp lại 3 lần thì sao? Huyết đồng lạnh nhạt đáp, có thể dễ dàng giết chết cường giả vô gian chi đạo. Diệp Huyên lại hỏi, nếu 4 lần thì sao? Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, có thể giết chết cường giả vô gian chi đạo trong nháy mắt. Giống như người trấn giữ của thần linh điện kia vậy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Huyết đồng lại nói, gấp thời không chứng tỏ hết thực lực của một người, ngoài gấp thời không còn có xoắn vặn thời không, áp lực thời không, trồng chất thời không, nổ tung thời không, hố đen thời không, nhảy qua thời không. Tóm lại là thời không chi đạo vô cùng ảo diệu, còn kỳ lạ khó lường nữa. Diệp Huyên nhìn về phía Huyết đồng, sở trường của cô là gì? Huyết đồng hờ hững đáp, cái gì cũng biết một chút. Diệp Huyên hỏi, có tinh thông không? Huyết đồng nói, tạm tạm. Diệp Huyên. Huyết đồng, cứ từ từ. Diệp Huyên gật đầu, cứ từ từ. Dứt lời, hắn khẽ thở dài, sau khi chức năng của tiểu tháp bị phụ thân phong ấn, tốc độ tu luyện của hắn chậm đi nhiều. Nhưng cũng đành chịu, trước mắt, ngoài Thanh Nhi và đại ca. E rằng không còn ai có thể phá giải phong ấn của phụ thân nữa. Huyết đồng đột nhiên hỏi, người muốn đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, đi tới thần tông đưa một thứ. Huyết đồng nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên nói, đi thôi. Bây giờ hắn đã đạt đến thập lục đoạn, nếu tiếp tục đột phá, muốn đạt tới nhị thập đoạn cũng không phải chuyện gì khó, vì hắn chẳng những có truyền thừa của thần tông mà còn có huyết đồng chỉ dẫn. Nhưng hắn không muốn nhanh như thế, bây giờ hắn chỉ muốn chậm một chút. Kiếm đạo. Khi nãy sau khi giác ngộ, kiếm ý của hắn được nâng cao, sau đó lợi dụng kiếm ý dung hợp với thời không tầng 7. Nói một cách đơn giản là bây giờ hắn muốn nâng cao trình độ kiếm đạo của mình lên. Thật ra lúc này huyết đồng khá khiếp sợ, trong
Trong tình huống bình thường, Diệp Huyên khó lòng mà tiến vào thời không tầng 7, nhưng chẳng những hắn có thể tiến vào mà còn có thể dung hợp với nó, quan trọng nhất là kiếm kỹ của tên này rất đáng sợ. Có thể nói, mấy kiếm kỹ kia đã khiến chiến lực của Diệp Huyên tăng lên gấp mấy lần. Một kẻ rất thần bí. Một lát sau, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Ba ngày sau, bọn họ đi tới trước một hố đen thời không, Diệp Huyên đang muốn đi vào trong thì Huyết Đồng chợt nói, người muốn đi vào sao? Diệp Huyên gật đầu. Huyết Đồng im lặng. Diệp Huyên hỏi, nguy hiểm à? Huyết Đồng nhìn hắn, người không cảm nhận được ư? Diệp Huyên lắc đầu, Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyên, sao người có thể sống được đến bây giờ vậy? Dựa vào may mắn à? Diệp Huyên. Huyết Đồng nhìn hố đen thời không kia, bên trong có lẽ là nền văn minh cấp 8 trong truyền thuyết. Với thực lực của chúng ta bây giờ, đi vào trong chẳng khác nào dê vào bầy sói, hiểu không? Diệp Huyên hơi khó xử, vậy phải làm sao đây? Ta đồng ý chuyển đồ giúp người khác rồi. Huyết Đồng ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, chúng ta đi vào cẩn thận một chút cũng được. Dứt lời, nàng đi vào trong. Diệp Huyên cũng vội vàng đuổi theo. Nửa khắc sau, Diệp Huyên và Huyết Đồng xuất hiện trong một tinh vực không rõ, Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn Huyết Đồng đi về hướng bên phải. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới trước một dãy núi, lúc này, Huyết Đồng bên cạnh hắn cau mày, có mùi máu. Diệp Huyên cũng ngửi thấy mùi máu, hắn nhìn về phía xa, lúc này, trên dãy núi phía xa có một bàn tay to vạn trượng đột nhiên đánh thẳng xuống, nháy mắt đã chấn động núi rừng. Sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi. Lúc này, trong dãy núi kia đột nhiên xuất hiện một vầng sáng vàng to lớn. Ầm. Bàn tay kia đánh lên vầng sáng vàng, thoáng chốc vỡ tan, sau đó biến thành hư vô, làn khí mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, khiến vô số thời không lập tức sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sa sầm mặt, có chuyện gì thế này? Huyết Đồng nhìn về phía Diệp Huyên, hình như chuyện này không đơn giản. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, chúng ta vẫn nên để hôm khác rồi đến. Huyết Đồng gật đầu, ý kiến hay. Sau đó, hai người lập tức muốn bỏ chạy. Mà lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, mà lúc này, ông lão chợt nhìn sang chiếc nhẫn trên tay Diệp Huyên, khi thấy nhẫn thần, sắc mặt ông lão thoáng chốc thay đổi, nhẫn thần. Diệp Huyên chớp mắt, các hạ là người của thần tông sao? Ông lão vội cung kính cúi chào, Lý Mộc Kỳ của thần tông bái kiến tông chủ. Tông chủ. Diệp Huyên sửng sốt, vội vàng nói, các hạ hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến để đưa nhẫn thôi, ta không phải tông chủ của các ông. Dứt lời, hắn lập tức muốn tháo nhẫn ra, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện hoàn toàn không tháo ra được. Có chuyện gì vậy? Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Lý Mộc Kỳ lại vội vàng cúi người chào, tông chủ, xin trở về tông môn với ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta thật sự không phải tông chủ của các ông, ta chỉ được tông chủ của các ông nhờ trả chiếc nhẫn này về, ông đừng hiểu lầm. Lý Mộc Kỳ nhìn Diệp Huyên, người đeo nhẫn của tông chủ. Người chính là tông chủ. Diệp Huyên cạn lời, hắn còn muốn nói thêm, nhưng một uy thế đáng sợ đột nhiên bao vây hắn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó chợt nứt ra, sau đó có một hư ảnh xuất hiện, hư ảnh kia cứ thế nhìn xuống hắn. Lúc này, sắc mặt Lý Mộc Kỳ thoáng chốc thay đổi, tông chủ, mau trở về tông môn với ta. Diệp Huyên còn muốn nói điều gì, nhưng Huyết Đồng chợt cất lời, nghe lời ông ta, đi vào chỗ an toàn đi. Dứt lời, nàng lập tức bay về phía ông lão chỉ. Lý Mộc Kỳ cũng vội vàng dẫn theo Diệp Huyên cùng biến mất. Hai người vừa biến mất, khu vực Diệp Huyên vừa đứng lập tức bị một lực lượng thần bí phá hủy. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên phía xa trở nên cực kỳ khó coi. Ba người nhanh chóng xuất hiện trên một đỉnh núi. Lý Mộc Kỳ nhìn lên chân trời, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, tông chủ, bây giờ thập tuyệt thần điện đang vây công thần tông ta, mục đích chính là vì nhẫn thần. Diệp Huyên trầm giọng phản bác, ta không phải tông chủ của các ông. Dứt lời, hắn bèn muốn tháo nhẫn xuống, nhưng hắn hoàn toàn không thể tháo được. Lúc này, Lý Mộc Kỳ nói, nhẫn thần đã nhận người làm chủ rồi. Nói xong,
ông ấy chậm rãi quỳ xuống, xin tông chủ bảo vệ thần tông ta. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp! Người phụ nữ của thần linh điện kia bị điên rồi à? Bảo hắn đến làm tông chủ thần tông, nàng ta muốn hắn đến cứu thần tông sao? Nhưng làm sao mà hắn cứu được? Lúc này, tiểu tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, người quá ngu ngốc. Người phụ nữ kia không phải muốn người cứu thần tông, chắc chắn là muốn thiên mệnh tỷ tỷ cứu thần tông. Người là tông chủ của thần tông đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc phía sau thần tông có thiên mệnh tỷ tỷ. Còn người, nếu không có thiên mệnh tỷ tỷ, ta đoán có khi cả cửa người ta cũng không cho người vào. Người phải hiểu rõ bản thân chứ. Diệp Huyên lạnh lùng nói, lần sau gặp Thanh Nhi, ta sẽ nói người nói xấu muội ấy. Tiểu tháp lập tức nổi giận, người đừng có vụ oan cho ta. Thiên mệnh tỷ tỷ là tín ngưỡng của ta đấy. Diệp Huyên hỏi, người nghĩ Thanh Nhi tin ta hay tin ngươi? Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, ta xin lỗi vì lời mình vừa nói, vô cùng xin lỗi, sau này tiểu tháp ta nói chuyện sẽ chú ý hơn, người rộng lòng tha thứ cho ta đi. Diệp Huyên đang định đáp lời thì có một đám cường giả thần tông xuất hiện. Diệp Huyên vừa nhìn đã thấy giật mình, có khoảng 9 cường giả vô gian chi đạo, còn có 2 cường giả thần linh cảnh, đội hình mạnh vậy. Lý Mộc Kỳ vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cường giả của thần tông, mọi người hiểu ý, đồng loạt cung kính hành lễ, bái kiến tông chủ. Tông chủ! Diệp Huyên cạn lời, đang muốn phủ nhận thì Huyết Đồng chợt sử dụng huyền khí truyền âm, đừng từ chối. Diệp Huyên hỏi Huyết Đồng, vì sao? Huyết Đồng lạnh nhạt đáp, người tự suy nghĩ đi. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một lát rồi thở dài. Bây giờ thần tông đang bị kẻ thù vây công, mà hắn lại có nhẫn thần của thần tông trong tay, đương nhiên sẽ bị thế lực bên ngoài cho rằng hắn là tông chủ của thần tông. Dù hắn có giải thích thế nào, thế lực bên ngoài cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa mục tiêu của đối phương còn là nhẫn thần của thần tông, mà nhẫn thần này lại ở trong tay hắn. Quan trọng nhất là hắn không tháo ra được. Chặt ngón tay. Hắn có nghĩ tới chuyện đó, nhưng hắn phát hiện không biết từ khi nào, nhẫn thần này đã hòa thành một với hắn rồi, dù có chặt ngón tay cũng vô dụng, trừ khi sử dụng kiếm Thanh Huyên hủy diệt nó luôn. Nghĩ thế, Diệp Huyên khẽ thở dài, trước đó hắn hỏi người phụ nữ của thần linh điện có gài bẫy hắn không, nàng ta nói có, rõ ràng là đang ám chỉ chuyện này. Hắn cũng không oán trách gì, vì hắn cũng nhận được lợi ích. Không làm mà đòi có ăn, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế chứ. Hơn nữa bây giờ hắn cũng cần thần tông. Nghĩ thế, Diệp Huyên nhìn Lý Mộc Kỳ, các ông thật sự cam tâm tình nguyện nhận ta làm tông chủ sao? Lý Mộc Kỳ vội vàng nói, cam tâm tình nguyện. Các cường giả còn lại của thần tông cũng vội đáp, chúng ta cam tâm tình nguyện. Diệp Huyên cười nói, ta chỉ có thực lực thập lục đoạn thôi. Thập lục đoạn. Nghe vậy, sắc mặt của những cường giả thần tông trước mặt Diệp Huyên đều trở nên hơi kỳ lạ. Đúng là hơi yếu. Lúc này, Lý Mộc Kỳ lại nói, trên dưới thần tông ta cam tâm tình nguyện nhận các hạ làm tông chủ. Diệp Huyên nhìn Lý Mộc Kỳ, vì sao? Lý Mộc Kỳ trầm giọng đáp, vì người là do thủy sinh tông chủ tự mình chọn. Nghe thấy lời của Lý Mộc Kỳ, sắc mặt những cường giả thần tông khác đều thay đổi. Thủy sinh tông chủ, cũng chính là tông chủ đời trước của thần tông. Diệp Huyên nói, vì ta do nàng chọn, nên các ông chấp nhận ta. Lý Mộc Kỳ gật đầu. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Vì ta thấy nàng đã chết rồi, các ông hoàn toàn có thể chọn lại một tông chủ khác mà. Lý Mộc Kỳ trầm giọng nói, chỉ người có nhẫn thần mới có thể trở thành tông chủ, vì thần ấn quý giá của thần tông ta nằm ở trong nhẫn thần. Diệp Huyên vội nói, ta có thể trả nhẫn thần lại cho thần tông. Lý Mộc Kỳ lắc đầu, thủy sinh tông chủ đưa nhẫn thần cho người, cũng đồng nghĩa với việc nàng cảm thấy người có thể dẫn dắt thần tông ta vượt qua khó khăn. Nói xong, ông ấy và cường giả của thần tông lại cung kính cúi người, chúng ta sẵn lòng dốc sức vì tông chủ. Diệp Huyên hơi cạn lời, đây là không trâu bắt chó đi cày mà. Lúc này, một ông lão chợt nói, năm đó thủy sinh tông chủ đại chiến với điện chủ của thập tuyệt thần điện, cuối cùng không biết hai người đi đâu, nhưng chúng ta biết hai người họ đều đã chết. Mà những năm qua, thần tông và thập tuyệt thần điện vẫn luôn trả thù nhau, lúc đầu, chúng ta không ai làm gì được ai cả, nhưng sau đó,
không biết vì sao mà thần vương cốc đột nhiên giúp đỡ thập tuyệt thần điện, từ đó về sau, thần tông chúng ta chỉ có thể phòng thủ bị động. Huyết đồng chợt cất lời, cho nên thần vương cốc là điểm mấu chốt, đúng không? Ông lão lắc đầu, bây giờ, dù không có thần vương cốc, thực lực tổng thể của thần tông ta cũng không còn bằng thập tuyệt thần điện nữa. Huyết đồng nhìn vầng sáng trên đầu, trận pháp này còn có thể kéo dài bao lâu? Ông lão đáp, một tháng. Một tháng. Huyết đồng gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyên, người chỉ còn thời gian một tháng thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói ta nghe về thực lực của thần tông và thập tuyệt thần điện đi. Ông lão đáp, thần tông ta có 2 cường giả thần linh cảnh, 12 cường giả vô gian chi đạo, 53 cường giả vô gian cảnh, 390 cường giả nhị thập đoạn. Còn thập tuyệt thần điện kia thì có 5 cường giả thần linh cảnh, 37 cường giả vô gian chi đạo, hơn 70 cường giả vô gian cảnh, e rằng có hơn 500 cường giả nhị thập đoạn. Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt. Thực lực chênh lệch gấp đôi. Cục diện quá khó trở mình. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, mục tiêu chính của bọn họ là nhẫn thần sao? Ông lão gật đầu, vì trong nhẫn thần của thần tông ta có một thần vật và một tâm pháp, thần vật đó tên là Thước Thần, có thể đo đạc thời không, ngoài ra còn có một bộ tâm pháp chí cao, thần chiếu kinh. Diệp Huyên nhíu mày hỏi lại, thần chiếu kinh? Ông lão gật đầu, chỉ có tu luyện tâm pháp này mới có thể đạt tới mệnh cách chi cảnh. Diệp Huyên nhìn nhẫn thần trong tay, hắn động tâm niệm. Một quyển cổ tịch thật dày xuất hiện. Thần chiếu kinh. Nhìn thấy thần chiếu kinh, cường giả thần tông xung quanh đều trở nên kích động. Diệp Huyên nhìn thần chiếu kinh trong tay mình, sau đó mở ra, vừa mở, một tia sáng vàng đã bay vào giữa chân mày của hắn. Oanh. Thân thể Diệp Huyên run lên, trong đầu có vô số tin tức tràn vào. Một lát sau, Diệp Huyên mở mắt, Huyết Đồng hỏi, thế nào? Diệp Huyên nhìn nàng, thế nào cái gì? Huyết Đồng nói, tâm pháp này thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hình như chỉ có thế mà thôi. Sắc mặt mấy cường giả thần tông lập tức trở nên kỳ lạ. Chỉ thế mà thôi. Cái này có phải tiếng người không vậy? Huyết Đồng nói, để ta xem thử được không? Diệp Huyên đưa thần chiếu kinh cho Huyết Đồng, thấy cảnh này, sắc mặt mấy cường giả thần tông lập tức thay đổi. Lý Mộc Kỳ vội nói, tông chủ, tuyệt đối không được. Thần chiếu kinh này là tâm pháp tối cao của thần tông ta, ngoài tông chủ, người ngoài tuyệt đối không thể. Diệp Huyên ngắt lời ông ấy, các ông cũng có thể xem. Nghe vậy, mấy cường giả thần tông sửng sốt. Diệp Huyên nhìn Lý Mộc Kỳ, các ông cũng có thể xem. Ít hầu của Lý Mộc Kỳ trượt lên trượt xuống, sau đó ông ấy nói, như thế, không ổn cho lắm. Diệp Huyên cười nói, không có gì là không ổn cả, mọi người đều có thể xem, đương nhiên nếu mọi người không muốn xem thì ta cũng không ép. Lý Mộc Kỳ vội nói, muốn. Những cường giả thần tông khác cũng vội vàng nói, muốn. Chúng ta muốn. Huyết Đồng cất lời, còn không mau cảm ơn tông chủ. Nghe vậy, mấy cường giả thần tông vội cung kính hành lễ, đa tạ tông chủ. Diệp Huyên cười khẽ. Đưa thần chiếu kinh trong tay cho Huyết Đồng, cô xem xong thì đưa cho bọn họ. Huyết Đồng gật đầu, nhận lấy thần chiếu kinh, Diệp Huyên đột nhiên hỏi Lý Mộc Kỳ, thần tông có thể gọi tổ tông không? Lý Mộc Kỳ gật đầu, có thể, nhưng chỉ có thể gọi một lần thôi. Diệp Huyên cười nói, cuối cùng ta cũng có thể gọi tổ tông rồi. Lý Mộc Kỳ. Một lát sau, mấy cường giả thần tông đều đang xem thần chiếu kinh, bọn họ không khỏi thấy kích động, vì trước đây chỉ tông chủ mới được xem tâm pháp chí cao này thôi. Mà bây giờ, Diệp Huyên lại cho bọn họ xem miễn phí. Đây là hành động gì vậy? Diệp Huyên lấy Thước Thần ra, lúc này hắn đang nghiên cứu nó, sau khi nghiên cứu một lát thì hắn chỉ lắc đầu, thần thước này đúng là cũng được, có thể đo đạc thời không, nhưng chức năng dẫn động thời không thì thua xa kiếm Thanh Huyên. Lúc này, một uy thế mạnh mẽ kéo xuống từ chân trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông xuất hiện bên ngoài màn sáng. Lý Mộc Kỳ bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, người này là điện chủ đương nhiệm của thập tuyệt thần điện Mộ Khâu. Mộ Khâu nơi chân trời nhìn xuống Diệp Huyên, ngươi là tông chủ đương nhiệm của thần tông đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Mộ Khâu cười nói, đúng là thú vị, để một tên tôm tép thập lục đoạn làm tông chủ,
thần tông không còn ai nữa rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt mấy cường giả thần tông đều trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Mấy cường giả của thần tông đều hơi ngơ ngác. Diệp Huyên nhìn Lý Mộc Kỳ, gọi tổ tông. Lý Mộc Kỳ thoáng do dự, sau đó nói, tông chủ, gọi tổ tông bây giờ luôn sao? Diệp Huyên gật đầu, ông có vấn đề gì ư? Lý Mộc Kỳ cười khổ, tông chủ, đây là lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta. Diệp Huyên cười, xem ra các ông không hề xem ta là tông chủ, nếu đã thế, thì ta xin trả vị trí tông chủ lại cho các ông. Dứt lời, hắn muốn dẫn huyết đồng rời đi. Thấy cảnh này, mấy người Lý Mộc Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, một ông lão vội nói, gọi tổ tông. Mau! Lý Mộc Kỳ vội gật đầu, gọi tổ tông. Ông ấy vừa cất lời. Oanh! Một hơi thở mạnh mẽ dâng lên từ bên dưới thần tông. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Khâu lập tức thay đổi, tông chủ mới nhậm chức này bị điên à? Chưa gì đã gọi tổ tông. Thật ra không chỉ có Mộ Khâu, mà những cường giả của thần tông cũng thấy hơi khó hiểu, gọi tổ tông là lá bài tẩy cuối cùng của thần tông, mà cứ thế đã bị sử dụng rồi, vậy sau này sẽ không còn thế lực nào kiêng dè thần tông nữa. Trên bầu trời của thần tông có một ông lão xuất hiện. Tổ tiên của thần tông. Cường giả của thần tông vội quỳ xuống, bái kiến tổ tiên. Tổ tiên thần tông nhìn một vòng xung quanh, một khắc sau, lão nhìn Diệp Huyên, khi thấy chiếc nhẫn trên tay Diệp Huyên, lão cau mày, ngươi là tông chủ đương nhiệm của thần tông. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão nhíu mày, sao lại yếu thế? Diệp Huyên cười đáp, vẫn còn chưa trưởng thành. Mọi người. Lúc này, trong mắt ông lão lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi. Một lát sau, lão khẽ cười, mệnh cách trời sinh, thú vị, tiểu tử, người rất thú vị. Diệp Huyên cúi người, sau đó chỉ vào Mộ Khâu, tiền bối có thể giết chết gã không? Ông lão quay đầu nhìn về phía Mộ Khâu, sắc mặt Mộ Khâu lập tức thay đổi, ông lão này là cường giả mệnh cách cảnh chân chính, gã không chút nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy. Ông lão giơ tay rồi đè nhẹ xuống. Ầm. Chân trời phía xa chợt nổ tung. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số máu tươi bắn tung tóe. Thân thể Mộ Khâu bị đánh tan, nhưng linh hồn thì vẫn đang bỏ chạy. Ông lão không đuổi theo mà xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão nhìn Diệp Huyên, xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, tiểu tử Diệp Huyên. Ông lão kéo Diệp Huyên đi qua một bên, nói nhỏ, phía sau ngươi có mấy kẻ chống lưng. Diệp Huyên. Mấy người chống lưng. Nét mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ. Sao lại hỏi thẳng thế? Tổ tiên của thần tông cười nói, tiểu hữu trời sinh mệnh cách cửu đoạn, nếu sau lưng không có kẻ chống lưng, người hoàn toàn không thể sống được đến bây giờ. Diệp Huyên cười đáp, tiền bối thật có mắt nhìn. Tổ tiên thần tông nhìn Diệp Huyên, không biết người đứng sau tiểu hữu có cảnh giới gì. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, điều này ta thật sự không biết. Tổ tiên của thần tông im lặng. Diệp Huyên lại nói, tiền bối. Ta có thể trở thành tông chủ thần tông thật sự chỉ là trùng hợp, ta hy vọng tiền bối có thể chọn một tông chủ khác, ta. Ông lão vội nói, ngươi chính là tông chủ thần tông. Diệp Huyên. Ông lão lại nói, tiểu tử, ta còn có thể ở lại mấy ngày này ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, hy vọng giúp ích được cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy thì cảm ơn. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu theo ông lão tu luyện, dưới sự chỉ điểm của ông lão. Có thể nói tu vi và trình độ không gian của hắn đều tăng vọt. Thập Tuyệt Thần Điện. Hôm nay, có một cô gái đi tới Thập Tuyệt Thần Điện. Cô gái mặc váy dài màu tím, tóc dài xõa xuống, tay cầm một thanh trường kiếm có vỏ, vỏ kiếm màu đen sẫm, lưu quang lóe lên. Lúc này, điện chủ Mộ Khâu của Thập Tuyệt Thần Điện xuất hiện, thân thể của gã đã hồi phục lại, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Mộ Khâu nhìn cô gái. Sau đó chắp tay, Mâu Hy cô nương. Mâu Hy. Đây là thiên tài yêu nghiệt đứng đầu thần vương cốc hiện tại, trời sinh mệnh cách tam đoạn. Mâu Hy gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, ta nghe nói thần tông có một tông chủ mới. Mộ Khâu gật đầu, đúng thế. Nhưng người đó mới chỉ thập lục đoạn, không cần lo lắng.
Mâu Hy nhìn Mộ Khâu điện chủ cảm thấy thần tông sẽ cho một kẻ thập lục đoạn làm tông chủ sao? Mộ Khâu nhíu mày, gã quên mất chuyện này. Mâu Hy lại nói, theo ta được biết, người này có nhẫn thần, chứng tỏ hắn ta được sự cho phép của Thủy Sinh tông chủ thần tông đời trước, mà Thủy Sinh là một cường giả mệnh cách cảnh đỉnh cao, người được nàng ta công nhận sao có thể là người bình thường. Mộ Khâu trầm giọng nói, nhưng thiếu niên kia thật sự chỉ mới là thập lục đoạn thôi. Mâu Hy lắc đầu, rất nhiều lúc, cảnh giới không thể nói lên được điều gì. Mộ Khâu hỏi, vậy ý của Mâu Hy cô nương là gì? Mâu Hy nói, đầu tiên, cho người đi điều tra người này, xem thử lai lịch của hắn. Thứ hai, thần tông đã gọi tổ tông rồi, bây giờ bọn họ đã mất đi lá bài tẩy cuối cùng, sư phụ ta nói đã đến lúc thần tông nên biến mất rồi. Nhưng chúng ta phải điều tra lai lịch của tông chủ mới nhậm chức kia đã. Mộ Khâu gật đầu, khi nãy ta đã phái người đi điều tra rồi. Mâu Hy gật đầu, Mộ Khâu điện chủ, sư phụ có dặn dò sau khi tiêu diệt thần tông, chúng ta chỉ cần nhẫn thần kia, mọi thứ còn lại đều thuộc về thập tuyệt thần điện. Mộ Khâu đáp, đương nhiên rồi. Mâu Hy gật đầu rồi xoay người rời đi. Trong điện, Mộ Khâu im lặng một hồi rồi khẽ thở dài. Trước đây, thập tuyệt thần điện mạnh hơn thần vương cốc, nhưng sau khi điện chủ tiền nhiệm chết, trong thập tuyệt thần điện không còn cường giả mệnh cách cảnh, bây giờ thập tuyệt thần điện cũng giống như thần tông, phải nhìn sắc mặt của thần vương cốc để sống. Vì thần vương cốc có một cường giả mệnh cách cảnh. Một lát sau, Mộ Khâu nhìn ra ngoài đại điện, gã hơi nhíu mày, nhẫn thần à, tại sao chỉ cần một chiếc nhẫn thần chứ? Thần tông. Lúc này, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, đột phá đến thập thất đoạn. Tổ tiên thần tông đang ở trước mặt hắn. Tổ tiên thần tông quan sát Diệp Huyên, nét mặt lão ngày càng nặng nề, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Diệp Huyên, lão phát hiện Diệp Huyên chẳng những có mệnh cách trời sinh mà huyết mạch của hắn còn vô cùng mạnh mẽ. Lão chưa từng gặp huyết mạch nào mạnh như thế. Lão vẫn luôn thấy tò mò về lai lịch của Diệp Huyên. Đây rốt cuộc là thiếu gia từ đâu đến vậy? Lúc này, tổ tiên thần tông chợt xoay người đi ra cửa đại điện. Lão nhìn về phía một gian đại điện, có hơi thở mạnh mẽ không ngừng dâng lên từ nơi đó. Đó là đại điện mà Huyết Đồng ở. Tổ tiên thần tông trầm giọng nói, thần linh, chưa đến một ngày mà nha đầu này đã đạt đến thần linh cảnh rồi, đúng là lợi hại. Lúc này, cửa đại điện bị mở ra, Huyết Đồng đi ra ngoài. Huyết Đồng tham lam hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt tổ tiên thần tông, trên thần linh chính là mệnh cách đúng không? Ông lão gật đầu. Huyết Đồng hỏi, mệnh cách là gì? Ông lão nghiêm túc giải thích, mệnh cách cũng chính là vận mệnh, muôn vạn chúng sinh, có bao nhiêu sinh linh có thể làm chủ vận mệnh của mình. Vô số sinh linh đều không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử và thiên tai nhân họa. Mà sau khi đạt đến mệnh cách cảnh sẽ có thể dần nắm giữ số mệnh của mình, đương nhiên có thể thật sự làm được hay không thì chưa biết được. Huyết Đồng nhìn vào trong điện, nếu hắn đạt đến mệnh cách cảnh thì sẽ thế nào? Ông lão cười nói, bây giờ hắn chính là mệnh cách trời sinh, hơn nữa còn đã đạt tới cửu đoạn. Nếu hắn đạt tới mệnh cách cảnh, sức mạnh của hắn ít nhất gấp 10 lần người bình thường. Nói một cách đơn giản là một khi hắn đạt tới mệnh cách cảnh cũng gần như trở thành một tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Vì người bình thường còn cần tu luyện, nhưng hắn thì không tu luyện đã đạt tới cửu đoạn rồi. Huyết Đồng nhíu mày, thật không công bằng. Ông lão gật đầu, đúng là không công bằng. Nhưng trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối. Ngươi xem huyết mạch của tiểu tử này đi, lão phu cũng xem như trải sự đời, nhưng lão phu còn chưa từng nhìn thấy huyết mạch thế này, chắc chắn phụ thân của tiểu tử này không phải người bình thường. Nói xong, lão khẽ thở dài, sau đó nói, ngươi xem đi, người ta vừa sinh ra đã có một phụ thân tốt, ngươi thấy có tức không? Huyết Đồng lấy một que kẹo hồ lô ra liếm, sau đó nói, ta không tức giận. Ông lão khó hiểu, vì sao? Huyết Đồng nói, ta và hắn đã nói chuyện xong rồi. Phụ thân của hắn chính là phụ thân của ta. Nét mặt ông lão trở nên cứng đờ. Huyết Đồng nhìn ông lão, sau đó nói, ông lão, không có một phụ thân cường đại thì không việc gì phải sợ, cứ nhanh chóng đi nhận một người phụ thân là được. Ông lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.